Những năm tháng không thể nào quên. Hồi ký chiến tranh, kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tự truyện cuốn theo cuộc chiến. Tác giả Vũ Quang Đồng. Nguyên chiến sĩ đặc công, đơn vị đại đội 14, tiểu đoàn 2, lữ đoàn 305, binh chủng đặc công, phân khu 1, Bắc Sài Gòn, Gia Định. Phần 1. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã lùi xa, nhưng với những người lính trở về vẫn chưa quên những năm tháng gian khó. Giờ đây, chân tôi cũng đã chậm, mắt không còn tinh, tay bắt đầu run và đêm cũng đã quá dài. Đêm đêm lại nhớ về những năm tháng ở chiến trường, từng gương mặt đồng đội đã lại hiện về, vẫn rạng rỡ tuổi 20. Họ vẫn xung phong trong mưa bom, bão đạn, họ vẫn che chắn cho nhau trước mọi hiểm nguy. Trái tim tôi lại trộn rộn, lại như được cùng đồng đội vượt núi, băng rừng, chia nhau từng giây sống và hy vọng ngày toàn thắng. Những chuyện tôi kể ở đây chỉ là một phần rất nhỏ ở một đơn vị đặc công Bắc Sài Gòn, Gia Định. Cũng chỉ mong khắc họa được vài nét chân dung những người chân đất, chí bền, vùng đất thép. Cuốn theo cuộc chiến là cuốn sách nhỏ ôn lại một thời đã qua, tri ân các đồng đội đã chiến đấu, hy sinh trên vùng đất miền Đông Nam Bộ, gian lao và anh dũng. Không dám cầu toàn, mong bạn đọc lượng thứ cho những gì sơ suất. Vũ Quang Đồng. Tập 1. Đi theo tiếng gọi lên đường. Ngày đầu nhập ngũ, năm 1968, tròn 18 tuổi, tôi học xong lớp 10/10 và thi đỗ tốt nghiệp cấp 3, bây giờ gọi là tốt nghiệp phổ thông trung học. Nghỉ hè được nửa tháng, từ Ủy ban Nhân dân xã, ông anh họ làm xã đội trưởng về tận nhà trao cho tôi hai tờ giấy. Một là gọi nhập ngũ và một là giấy gọi nhập học trường Đại học Nông nghiệp 1, Châu Quỳ, Hà Nội. Anh tôi bảo, chú tự lựa chọn và quyết định, rồi đi ngay. Thanh niên chúng tôi thời đó luôn đứng trước hai sự lựa chọn, hoặc là đi bộ đội, bước vào con đường gian khổ, thậm chí hy sinh, và sự lựa chọn còn lại là đi học, sẽ có tương lai tươi sáng hơn. Giữa hai con đường đó, ai mà không vấn vương, không tâm tư, không lưỡng lự. Gần một tháng sau đó, gia đình lại nhận được giấy gọi tôi đi học ở Liên Xô. Đúng là số tôi không được xuất ngoại, nhưng cũng như các trai làng bấy giờ, tôi chọn con đường đi bộ đội. Đợt tuyển quân tháng 7 năm 1968, cả huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phú, nay là tỉnh Vĩnh Phúc, rất nhiều thanh niên nhập ngũ, nhưng chỉ có 7 anh em chúng tôi được chọn vào binh chủng đặc công, gồm anh Nguyễn Văn Hồng, xã Thanh Lãng, Trần Văn Lăng, Bùi Văn Thông, xã Tân Phong, Nguyễn Văn Oanh, xã Bá Hiến, Lê Đình Úc, Nguyễn Văn Đào và tôi, xã Đạo Đức. Anh Hồng lớn tuổi nhất là cán bộ có bằng trung cấp thủy sản, đã có vợ và con. Tôi và Úc cùng ở lớp 10B, trường cấp 3 Bến Tre, thị xã Phúc Yên. Đào và Thông tốt nghiệp cấp 3 năm trước, Lăng đã là cán bộ đoàn thanh niên xã. Chỉ có Oanh là học hết lớp 7 ở nhà làm ruộng. Ngày nhập ngũ 23 tháng 7, sáng đúng 7 giờ, chúng tôi lên huyện đội tập trung, đủ quân, lập tức hành quân bộ về xã Phú Cường, huyện Kim Anh, tỉnh Vĩnh Phú, nay là huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Ở địa điểm tạm trú đó, anh em cùng nhập ngũ từ nhiều tỉnh lần lượt đến họp mặt. Sau khi chúng tôi nhận quân trang, phân công biên chế và sắp xếp chỗ ở xong thì trời tối. Đêm xa nhà đầu tiên ai cũng mất ngủ, tôi cũng vậy. Cảm giác bâng khuâng rất lạ, nhưng rồi cũng thiếp đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau, tất cả đi kiểm tra lại sức khỏe. Gần 20 người bị loại. Lê Đình Úc thừa cân 68kg, thừa chiều cao 1m72, nằm trong danh sách bị trả về địa phương. Nhưng hắn lấy kim khâu chích vào đầu ngón tay, lấy máu viết thư tình nguyện, thế là được ở lại. Hơn 10 người khác cũng viết thư tình nguyện bằng máu, nhưng chỉ có 8 người được chấp nhận, không phải về. Cấp trên thông báo được trú lại 3 ngày để đợi anh em các tỉnh khác đến hội đủ quân mới về nơi huấn luyện.
tranh thủ lúc chưa có lệnh di chuyển, bảy anh em Bình Xuyên xin phép tranh thủ về nhà để liên hoan chia tay người thân và được chỉ huy đồng ý. Vì các tiểu đội Úc và Đào nhanh chân hơn, gọi được người nhà đến đón. Còn tôi một mình ra đường đi bộ về. Có lẽ nhờ bộ quần áo bộ đội mới toanh nên tôi được một bác, chắc là cán bộ vì có đeo xả cột, cho đi nhờ xe đạp. Về đến làng Mây, thôn Thanh Vân, xã Thanh Lâm, huyện Yên Lãng, tỉnh Vĩnh Phú, nay là huyện Mê Linh, Hà Nội, tôi vào nhà cô bạn học là vợ tôi bây giờ, mượn chiếc xe thiếu nhi Liên Xô để đạp về nhà. Hơi mệt, nhưng vừa về đến cổng liền bị bố tôi tra hỏi, có phải Đào ngủ không? Tôi giải thích thế nào, cụ vẫn không tin. Chỉ khi Đào và Úc cùng viên sĩ quan nhận quân đến làm chứng, bố tôi mới tin. Tôi thầm nghĩ, làm cha người nào cũng vậy, con đi bộ đội cũng đều rất lo. Thời chiến bố tôi với cương vị là phó bí thư thường trực tỉnh ủy mà con trai lại đào ngũ, thì ông còn mặt mũi nào với dân, với đảng? Ông sẽ khó mở miệng khi kêu gọi động viên những cán bộ, đảng viên khác cho con ra mặt trận. Sau này tôi mới biết, năm 1971, ông Kim Ngọc, bí thư tỉnh ủy, cha đẻ của quán hộ Vĩnh Phúc, cũng cho con trai là Kim Nam đi bộ đội. Kim Nam cũng vào Nam ở đoàn đặc công 429 miền Đông Nam Bộ, và năm 1976 mới ra Bắc. Vĩnh Phúc đúng là vùng đất có rất nhiều chuyện lạ. Cả nhà ăn bữa cơm sum họp, trên mâm có món thịt ngan sản phẩm chăn nuôi của tôi, canh bí ngô mẹ tôi trồng và cơm độn ngô, nói cho oai chứ thực ra là ngô độn cơm. Bữa ăn cực ngon, bây giờ tôi vẫn nhớ miếng thịt ngan bố tôi gắp cho. Buổi chiều hôm đó có hai nhà báo là ông Nguyễn Tạo, tổng biên tập báo Vĩnh Phú, và anh Lại Hữu Diệu, phóng viên ảnh đến nhà. Và thế là cả gia đình được chụp một vài tấm ảnh kỷ niệm. Nếu chẳng may tôi làm sao, chắc chỉ có những tấm ảnh đó đặt lên bàn thờ. Giấy gọi nhập ngũ của bọn tôi là vào lữ đoàn dù đặc công 305. Thế nhưng vị sĩ quan đi cùng Úc và Đào về nhà lại bảo với bố tôi rằng tân binh phải tham gia huấn luyện bộ binh 2 tháng. Ngày ấy bộ binh huấn luyện 3 tháng là vào Nam. Đơn vị huấn luyện ở Sơn Dương, Tuyên Quang. Sau 3 ngày ở xã Phú Cường, chúng tôi được ngồi ô tô quân sự ngược lên Tuyên Quang, về với đại đội 2, tiểu đoàn 2, trung đoàn 246. Đường đất Tuyên Quang gập ghềnh, rừng núi âm u, lau sậy rậm rạp, thỉnh thoảng có tiếng con tắc kè kêu, và thấp thoáng mới có một mái nhà sàn. Dân cư ở đây rất thưa thớt. Dọc đường chúng tôi gặp nhiều tốp bộ đội hành quân bộ đi ngược hướng xe, những người lính đeo ba lô nặng, súng K-44, tiểu liên K-43 băng tròn, cuốc chim, sẻng buộc dưới đáy ba lô và khăn mặt vắt vai, quần sắn trên gối. Người nào cũng cầm cây gậy phòng đường trơn, họ đang hành quân dã ngoại. Doanh trại chúng tôi là những ngôi nhà nứa nằm tút hút trong khu rừng rậm. Chuối rừng rất nhiều, quả bóc ra thơm phức, rất lắm hột nhưng ngọt lừ. Rừng nứa đan xen cây gỗ cao, vắt nhiều vô kể. Đêm đầu tiên ở rừng, nghe tiếng chim bắt cô trói cột, tiếng tắc kè kêu ai oán, không mấy người ngủ được. Nhờ đó, chúng tôi có thời gian hỏi chuyện, bắt quen, tìm hiểu về nhau. Từ những người xa lạ, chúng tôi trở thành đồng đội, anh em một nhà thân thiết. Chỉ đến khi chỉ huy giục đi ngủ thì anh em mới trật tự và chợp mắt được một lúc thì còi lệnh báo sáng. Chúng tôi ở Sơn Dương một tháng thì chuyển sang Đại Từ, Bắc Thái, đóng quân tại xã Phú Cường, sống chung với bà con dân tộc Tày. Nơi đây trồng rất nhiều củ đậu, bữa cơm nào chúng tôi cũng có món củ đậu xào hoặc ăn sống. Cũng như ở Sơn Dương, chúng tôi có món măng nứa, xào, luộc, nấu canh, ngâm muối ớt chua đều rất ngon. Sau này vào Nam có món măng le cũng ngon không kém. Bà con dân tộc ở đây làm bánh cuốn chấm tương rất hấp dẫn. Thỉnh thoảng trung đội lại đặt hàng nhờ bà con làm bánh cho để liên hoan. Những người chỉ huy đầu tiên. Đại đội 2 của chúng tôi có hơn 100 anh em
đến từ các tỉnh Bắc Thái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hà Tây, Tuyên Quang, Yên Bái. Chỉ có vài anh lớn tuổi từng kinh qua công tác là đảng viên như anh Hồng ở xã Thanh Lãng, trung cấp thủy sản, anh Hộ ở Nam Cường, Sóc Sơn, giáo viên cấp 2, anh Long ở Phủ Thông Bắc Thái, kế toán hợp tác xã. Có khoảng 20 người vừa tốt nghiệp cấp 3 như tôi và Úc. Đại đội có 30 chiến sĩ là người dân tộc Tày, trong đó có anh Long ở Yên Bái và Hiền ở Phủ Thông Bắc Thái cùng tiểu đội với tôi. Tiểu đội tôi có 12 người, anh Long Bắc Thái làm tiểu đội trưởng. Đơn vị còn hai chiến sĩ tên là Long, quê ở Đa Phúc, Sóc Sơn, Hà Nội và ở Phú Thọ. Tôi và anh Hưng Tuyên Quang được giao làm tiểu đội phó. Nghĩ cũng thấy oai thật, vì vừa vào lính, chưa biết mô tê gì, bọn tôi đã được giao làm chỉ huy rồi. Đại đội trưởng của chúng tôi tên là Đồng, quê miền Trung. Anh có giọng nói khàn khàn nên mọi người phải rất trật tự mới nghe được rõ ý. Về sau này chúng tôi mới biết anh bị thương ở cổ thời đánh Quảng Trị năm 1966. Anh Đồng rất tận tình chỉ bảo cho chúng tôi những kiến thức chiến đấu của bộ binh, từ sử dụng các loại vũ khí đến các loại mìn, các thủ đoạn răng bẫy của địch và cách tháo gỡ, từ cách đeo ba lô, răng tăng, mắc võng đến tổ chức đội hình hành quân. Anh dạy cách đào hầm, đào hào, ngụy trang, xóa dấu vết. Thậm chí anh còn thay cả quân y dạy cách băng bó, cấp cứu chấn thương, phòng chống những sự cố trên đường như rắn, rết, bọ cạp và rất nhiều thứ hữu dụng khác. Đó là những kiến thức quân sự rất thiết thực cho chúng tôi sau này. Phải nói, đại đội trưởng Đồng là người chỉ huy ấn tượng nhất trong đời lính của tôi. Anh không bao giờ kể lịch sử những vết thương trên người mà toàn ôn lại những kỷ niệm về đơn vị cũ và đồng đội. Một người chỉ huy dày dặn chiến trường nhưng rất khiêm tốn. Chính trị viên đại đội được chúng tôi gọi là ông ta thắng địch thua và đặt tên là anh Chính, có nghĩa là chính trị. Gọi mãi rồi thành quen. Bản thân anh cũng đồng tình và cũng quên luôn cả tên cúng cơm của mình. Ai gọi là Chính anh cũng nhận hết. Lính rất lắm chuyện khôi hài. Bình thường anh Chính rất mô phạm vì đứng trên bục giảng bài, ai mà chẳng nghiêm túc. Nhưng khi ra thao trường, anh lại là một con người khác, nhanh như sóc. Mọi thao tác mẫu đều chính xác. Riêng tài bắn tỉa thì khỏi nói, không phát nào ngoài vòng 8-9. Anh nhập ngũ năm 1963. Từ năm 1964 đến năm 1966, ở mặt trận Quảng Đà, Quảng Nam Đà Nẵng vô cùng ác liệt. Anh Chính là cán bộ chính trị gương mẫu. Ai cũng biết hành quân dã ngoại là một trong những trò chơi khá vất vả, không phải người lính nào cũng hứng thú, bởi nó giống như một cuộc thi sức bền, sự dẻo dai, bản lĩnh, chịu đựng gian khổ và rèn luyện ý chí chiến đấu. Có người còn ví von khắc nghiệt như Nguyễn Đức Thuận chịu đòn trong tác phẩm Bất Khuất. Những ngày đầu dã ngoại, chúng tôi được phát súng CKC, lưng cõng ba lô đựng đất, đá, gạch với trọng lượng là 17 kg, được cân kéo hẳn hoi. Nặng hơn thì được, nhẹ hơn thì phải bổ sung. Vì đi đường dài nên đơn vị không ít người đuối sức, đứt hơi, buộc phải tụt lại đằng sau. Với người chỉ huy huấn luyện, họ có thể đeo rơm hay một thứ gì đó để vào ba lô cho nó phồng lên như là có đất, gạch, không ai thắc mắc cả. Riêng các chỉ huy của chúng tôi, anh Đồng, anh Chính tuy là thương binh nhưng các anh vẫn tự giác cân ba lô trước mặt chiến sĩ. Anh Đồng cõng 17 kg, anh Chính bao giờ cũng cõng 20 kg. Anh Chính còn là người phải đi cuối cùng hàng quân, lẽo đẽo thu dung lính tụt tạt. Đợt dã ngoại nào chúng tôi cũng đi từ sáng sớm đến tối mịt, có hôm đến quá nửa đêm mới về đến doanh trại. Mỗi tuần luyện tập hành quân dã ngoại 2 ngày. Ban đầu không quen, nhiều người còn bỏ bớt gạch đá để cho nhẹ vai. Sau quen dần, không ai giảm bớt gạch hay đất đá dọc đường nữa. Tập hành quân đường dài phải đi qua nhiều địa hình khác nhau. Chúng tôi tập đi từ dễ lên khó, từ đoạn đường ngắn đến quãng dài hơn.
Riêng tập trèo đèo, lội suối, mỗi tuần phải vượt đèo Nhe, đèo Khế một lần, dã ngoại trên dãy núi Tam Đảo, thường là 2 ngày để tập ngủ đêm ở rừng, căng tăng mắc võng và nấu cơm dã chiến. Mỗi lần đi rừng ròng rã như vậy, tất cả đơn vị đều phải đi chân trần. Chính trị viên, đại đội trưởng cũng không đi giày, dép như chúng tôi. Ngày đầu chưa quen, ai cũng bị đau chân, nhưng rồi cũng quen. Nhiều anh em đi chân đất luôn, chỉ khi đi ngủ mới rửa chân đi dép. Chuẩn bị qua một dốc, anh Chính lại vượt lên giữa đoàn quân, động viên chiến sĩ. Và lần nào cũng vậy, anh đi với những người lính cuối cùng để cùng họ vượt qua thử thách. Giờ nhớ lại mới thấy sự gương mẫu của người chính trị viên có sức mạnh ghê gớm thật. Cái đầu không thông thì bi đông nước cũng nặng là có thật. Có lẽ từ những sự ngặt nghèo đó mà sau này chúng tôi vượt Trường Sơn, súng ống, đạn dược, ba lô nặng trĩu, người thấp nhất cõng 30 kg, nặng thì 36 kg, mà vẫn đủ sức trèo đèo, lội suối, băng rừng hàng tháng trời để vào Nam. Có những người như anh Kim, quê Hoàng Kim, Yên Lãng, Vĩnh Phúc, nay là Mê Linh, Hà Nội, bị cảm phải ở lại binh trạm T3, vừa khỏi bệnh, đã vượt qua 3 binh trạm để về với đơn vị. Đoàn chúng tôi có 82 người, vào đến miền Đông Nam Bộ chỉ vắng có 6 người do sốt rét, một tỷ lệ đi B an toàn tuyệt vời. Đại đội phó của chúng tôi tên là Nghĩa, anh có làn da ai trông thấy cũng phát khiếp, vì mốc như da trâu, kém da chăn một tí thôi. Anh cùng quê anh Đồng, cùng chiến trường nhưng khác đơn vị. Anh vui tính và rất nhiệt tình, dạy chúng tôi tất cả những miếng võ, hay còn gọi là kỹ năng chiến đấu mà anh biết. Đó là các chiến thuật, kinh nghiệm phòng ngự, đánh giáp lá cà, chúng biệt kích, thám báo, canh sinh tồn trong rừng và trong đô thị. Anh Nghĩ hay kể những trận đánh mà anh tham gia, bọn tôi cứ há hốc mồm nghe, khâm phục và khâm phục. Có điều không như chính trị viên, anh Nghĩa kể nhiều tình huống hiểm nguy và những cái chết, ta vẫn gọi là hy sinh của đồng đội. Trong đó có cả những trận ta không thắng, nó được gọi là chiến lệ. Anh hay nói một câu, bây giờ tôi vẫn chưa quên, đó là: các cậu đừng tưởng vào chậm không còn ống bơ mà nhặt, còn lâu, cuộc chiến này còn phải hy sinh rất nhiều. Thế rồi có một ai đó nói lại câu này với anh Chính, tưởng tâng được công lớn, ý nói người này có ý định gì đó không tốt với anh Nghĩa. Nào ngờ trong buổi chào cờ sáng thứ hai, anh Chính đưa câu chuyện ra trước hàng quân. Anh nói thẳng: đồng chí Nghĩa nói đúng, chỉ có điều phải giải thích rõ ràng hơn để anh em đỡ hiểu lầm. Dù khó khăn, gian khổ đến đâu, chúng ta nhất định sẽ chiến thắng, vì chúng ta có chính nghĩa, đừng ai hoài nghi điều này. Không biết người đi tâu hết có đứng dưới cờ mà nghe chính trị viên nói không. Nếu có, chắc người đó được một bài học đích đáng. Và nếu còn sống đến bây giờ, chắc vẫn ôm nỗi nhục của một kẻ đớn hèn. Chuyện cũ xưa quá rồi, nhưng đó cũng là một trải nghiệm đầu đời vào lính của tôi. Về binh chủng huấn luyện, gần 2 tháng huấn luyện bộ binh, chúng tôi được lữ đoàn đặc công 305 đón về Quảng Oai, Hà Tây huấn luyện. Giờ phút chia tay, các thủ trưởng thật cảm động. Các anh đến nắm tay từng người một, bịn rịn, đem theo những bài học bộ binh chúng tôi vào chiến trường. Trong tâm khảm những người từng khoác áo lính 246 vẫn vẹn nguyên nghĩa tình của các chỉ huy đại đội 2, tiểu đoàn 2, trung đoàn 246, tiền thân là trung đoàn 15, thành lập năm 1948, được Bác Hồ đặt tên là Đoàn Tân Trào, là trung đoàn cận vệ của Đảng, 2 lần đặt danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Chúng tôi về binh chủng đặc công, phiên hiệu đơn vị là trung đoàn 14, tiểu đoàn 2, lữ đoàn 305. Ở bộ binh, chữ E là chỉ cấp trung đoàn, nhưng năm 1968, ở đặc công, E được dùng để chỉ cấp đội. Đó là quy ước cách gọi, hình như tồn tại từ khi lữ đoàn còn là đơn vị lính dù. Cách gọi các đơn vị đặc công khác với bộ binh. Ở bộ binh là tiểu đoàn, thì ở đặc công là liên đội. Đại đội gọi là đội, trung đội gọi là phân đội. Không có tiểu đội mà chỉ có tổ 4 người.
chiến sĩ thì gọi là chiến đấu viên. Liên đội của chúng tôi được huấn luyện kỹ năng đặc công biệt động. Liên đội trưởng, tức là tiểu đoàn trưởng, tên là Kỳ, chính trị viên tên là Đức. Nghe nói hai ông là lính đặc công mặt trận Quảng Đà, có rất nhiều huân huy chương. Đội trưởng, tức là đại đội trưởng của chúng tôi, tên là Nguyễn Xuân Kình, Linh Kình. Chính trị viên tên là Trấn, tôi không nhớ họ của anh. Đội phó Phạm Văn Bệ, chính trị viên phó Nguyễn Quốc Hoàn. Đến nay chỉ còn anh Hoàn, chính trị viên phó còn sống, đang ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Anh Kình vào đến binh trạm giáp biên giới Việt Miên thì bị sốt rét, không xuống cùng chúng tôi. Anh Trấn và anh Bệ chuyển sang đoàn đặc công 429. Nghe tin tháng 6 năm 1972, cả hai anh đều hy sinh tại Lai Khê. Các phân đội trưởng là Lan, Năm, Lành và Trịnh đều là lính dù lữ đoàn 305 chuyển sang. Chính vì vậy, gần 20 anh em chúng tôi đủ sức khỏe được lựa chọn học thêm các kỹ chiến thuật của lính dù. Tôi ở phân đội của anh Lan, người Quế Võ, Hà Bắc. Anh không đi B mà được ở lại để làm khung huấn luyện. Anh Năm và anh Lành về đoàn 114. Năm 1972 tôi còn được gặp lại, nhưng sau đó không biết tin. Đơn vị trung đoàn 14 của tôi đóng ở Quảng Oai, Hà Tây. Thao trưởng đánh cứ điểm là tổng lệnh Bất Bạt. Tập thả trôi ở sông Hồng, tập đánh dưới nước ở suối Hai, tập đánh sân bay ở Long Biên, Hà Nội, tập đánh thành phố ở thị xã Sơn Tây. Ngày tập võ thuật, tập bắn súng các kiểu, tập lắp ráp hỏa khí, làm bẫy mìn. Từ tối đến gần hết đêm, tập tiềm nhập, rút rào, gỡ mìn, ngụy trang, giấu mình dưới bùn, vùi người trên đồi và ở nơi trống trải. Môn tập luyện khó nhất vẫn là rút các loại rào, trong đó có rào bùng nhùng và rào cúi lợn với rất nhiều kiểu mìn răng bẫy. Chỉ sơ suất mìn nổ, thế là chỉ huy lại bắt tập lại từ đầu. Phân đội tôi, anh Lan còn có trò bắt chúng tôi tập ngắm bắn trong mưa. Cứ hai người thay nhau ngắm bắn, người nọ lấy bi đông nước rỏ lên trán người ngắm bắn, mắt cứ nhòe đi, vút mặt chưa kịp thì nước đã rỏ thêm rồi. Tập khó như vậy nhưng anh em lại rất thích. Có anh mượn cả ô doa tưới rau của dân để làm mưa cho đồng đội tập bắn. Môn luyện tập cực nhọc nhất là vượt sông không phao. Bộ binh thì có ni lông túm vào làm phao, còn chúng tôi thì không. Nguyên đài nguyên kiện, trang bị súng ống ra sông Hồng tập bơi. Mỗi tuần một tối chúng tôi lại đi tập bơi. Mới đầu anh nào cũng bị uống nước đến no bụng, sau đó quen dần. Khi đã thành thục, chuyển sang tập đeo khối nổ thả trôi. Lúc đầu vài ba viên gạch, sau đó là viên đá ong, sau nữa nâng lên hai viên đá ong. Mấy ngày đầu thả trôi đeo nặng, hầu hết bị sặc nước do ống thở ngắn quá, mũi cày xẻ. Sau anh em thay ống thở dài hơn nên không bị sặc nước nữa. Miệt mài khổ luyện, cuối cùng ai cũng làm được. Hai khoa mục căng thẳng nhất là bắn súng và võ thuật. Về binh chủng, được cầm khẩu súng ngắn K54, anh nào cũng thích, nhưng khi bắn thì đều trượt. Bắn AK kẹp nách cũng vậy, bắn nửa người nấp tường là khó nhất. Bia cứ úp úp mờ mờ, phải chọn đúng lúc kẻ địch hé lộ thì mới được bắn. Câu thần chú được chúng tôi nhắc nhau là: ta không bắn trúng nó sẽ bắn chết ta. Cho nên anh nào anh nấy cố gắng tập bắn thật nhanh. Ở đơn vị huấn luyện, báo động chiến đấu là trò chơi phức tạp nhất, nhằm để rèn ý thức cảnh giác. Không có còi hú, pháo nổ hay tiếng động gì, mà chỉ là người nọ đánh thức người kia bằng vỗ vào chân. Cứ nhịp 3 cái 1, nhưng chỉ được vỗ đến lần thứ 2. Nếu vì một lý do gì đó không dậy, anh em sẽ không gọi nữa. Khoa mục này luôn gây căng thẳng. Nhiều đêm đang ngủ bị gọi dậy, mệnh lệnh được phát ra và tất cả lên đường. Có khi vừa tập hợp, điểm danh, kiểm tra trang bị vũ khí xong, chỉ huy lại cho về ngủ tiếp. Có đêm gọi nhau đến 3 lần, mệt nhoài và khó chịu. Thế rồi cũng quen dần với những chuyện bất thình lình như vậy. Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bất đổ máu. Đó là lời khuyên có giá trị thật sự. Buổi chiều ăn cơm xong, cả bộ binh sẽ được nghỉ.
nhưng ở đặc công thì không. 7 giờ tối, sau khi nghe đọc báo xong, tất cả hành quân vào rừng Bạch Đàn, cách đơn vị hơn 1 km tập võ. Mỗi tuần có 3 tối luyện tập, có hôm phải tập đến 1-2 giờ sáng. Đội phó Phạm Văn Bệ bảo rằng, khi vào giáp chiến, chỉ được đánh chết chứ không được khoa chân múa tay. Dùng dao găm cũng vậy, đã đâm phải dứt khoát. Bởi phải học các kỹ năng nghiệp vụ riêng biệt, nên chúng tôi chỉ được học vào ban đêm. Mệt nhưng thú vị, ai cũng ham học. Vào chiến trường mới thấy lời anh Bệ nói đúng. Chỉ cần so sánh sức khỏe, bên ta sốt rét kinh niên, còn địch được ăn uống no đủ. Bọn biệt kích thám báo được huấn luyện võ thuật rất kỹ lưỡng, thuần thục và thú tính tàn bạo. Những trận tay bo mà công không dứt khoát, thủ không kín đáo thì cái chết sẽ thuộc về mình. Năm 1973, chúng tôi ở xã Nhuận Đức, Củ Chi được một bà cụ gọi là Má Hai dạy cho bài Mai Hoa Quyền. Má đọc khẩu quyết rằng: Ngọc Trản nghĩa là trưởng, Ngân Đài phân tả hữu, Tấn Khai khạp tự thoái tạ bình. Bà má múa rất đẹp nhưng tính thực dụng không nhiều. Thời gian sau, chúng tôi lại được một ông già tên là Sáu, cũng ở Nhuận Đức, dạy võ đối kháng, có cả Mai Hoa Quyền nhưng dùng cho nam giới, động tác mạnh mẽ, dứt khoát hơn. Năm 2007, tôi đến đoàn đặc công 113, được Đại tá Đỗ Thanh Bình, đoàn trưởng. Sau này anh Bình được phong thiếu tướng, tư lệnh binh chủng. Biểu diễn bài Mai Hoa Quyền lại nhớ tới bà má Củ Chi. Cụ bà hai mắt bị lòa, trải qua bao năm gian khổ, mất mát, má vẫn tin cách mạng sẽ thành công, can đảm chăm nuôi những người cộng sản và quân giải phóng. Giá như bà cụ còn sống để chứng kiến ngày toàn thắng thì tốt biết nhường nào. Đi chiến trường. Sau khi huấn luyện xong nghiệp vụ binh chủng, chúng tôi được lệnh đi B. Mất hơn 3 tháng trèo đèo, lội suối vượt Trường Sơn, chúng tôi cõng nặng trên vai trang bị súng đạn, vượt dốc Nguyễn Chí Thanh, qua hẻm Bà Định, qua đồi Gió Hú và những khu rừng già chưa có dấu chân người. Thế rồi dừng chân bên con sông có tên là Sena Non ăn Tết. Sau đó băng qua những cánh rừng khộp, rừng dầu, rừng buông, rừng cao su bạt ngàn, thích nghi dần với không khí ngột ngạt của chiến trường. Có lúc ngày đi đêm nghỉ, có lúc ngày nghỉ đêm đi. Nhiều chặng đường đi 2 đến 3 ngày mới được nghỉ. Để đến cuối tháng 4 năm 1969, chúng tôi xuống đến chiến trường Bắc Sài Gòn, Gia Định. Cảnh quang chiến khu Long Nguyên, Bến Cát trước mắt chúng tôi không phải tưng bừng, vui vẻ như trên phim ảnh, mà kinh khủng hoang tàn. Những cánh rừng bị bom phạt, san ủi, rạp đổ ngổn ngang. Những làng ấp chúng tôi đi qua chỉ còn những bộ khung nhà, khung cảnh tơi bời, hoang lạnh. Những hố bom, pháo dày đặc chồng lên nhau chi chít. Cả một vùng đất toàn mùi thuốc súng và khói bom. Trên trời, hàng đàn trực thăng bay đi bay lại. Trên đường chúng tôi đi, thỉnh thoảng lại gặp một tốp dân công hỏa tuyến khinh cáng thương binh trở ra. Lính mới, trước cảnh tượng này, không thể nói là không có cảm giác rờn rợn, gai gai trong người. Trước đó, tại một căn cứ thuộc đất Bầu Bàng, đơn vị chúng tôi bị chia thành nhiều nhóm để về các đơn vị mới. Tôi và 7 anh em theo anh cán bộ tên là Sửu, dân Hà Nội, vào Nam năm 1966 về Củ Chi, vùng đất thép Thành Đồng. Anh Sửu cho biết, huyện Củ Chi chỉ cách Sài Gòn chưa đầy 30 km nên địch tập trung đánh phá. Căn cứ Đồng Dù án ngữ các con đường đi về Sài Gòn. Đây là căn cứ có diện tích lớn, trang bị hiện đại, hỏa lực mạnh, số quân đông, đủ các binh chủng hợp thành và yêng hùng nhất của Mỹ và Ngụy. Đêm nhẽ ra trời phải tối, không nhìn thấy mặt nhau, nhưng lại sáng trưng bởi ánh sáng hỏa châu. Không biết máy bay loại gì của địch vút ngang qua đầu chúng tôi, rồi phát ra những tiếng bụp bụp, kèm đó là chớp sáng, nhưng không có tiếng nổ dưới đất. Anh Sử bảo đó là máy bay trinh sát đêm chụp ảnh. Theo anh Sử, chúng tôi vượt qua sông Thị Tính, qua rạch Bắp, rồi bơi qua sông Sài Gòn. Đợi khi thủy triều dâng,
chúng tôi lặng lẽ vượt sông. Nhờ tập luyện thành thục, chúng tôi nhanh chóng cập bến, về đến Nhuận Đức khoảng 2 giờ sáng. Căn cứ là 3 chiếc hầm nửa chìm nửa nổi, nằm cạnh một con rạch. Lâu không có người ở nên anh em chúng tôi phải hì hục sửa lại, vét hết bùn và khẩn trương ngụy trang. Xóa dấu vết xong thì trời hửng sáng. Suốt đêm, pháo của địch ở Tân Phú Trung, được gọi là dàn nhạc Tân Tây Lan, giã đều đều như ngô nổ, nhưng đạn chúng bắn đi đâu không ai biết. Vừa ngả lưng cho đỡ oải thì chúng tôi được nếm một loạt pháo đinh tai nhức óc, không biết ở đâu bắn tới. Rừng cây vừa mọc lên được vài cái lá đã bị phạt đổ rào rào, đất rơi như thợ đầm đê thủy lợi. Đạn pháo địch rót trúng một căn hầm của đơn vị bạn ở gần căn cứ chúng tôi, khiến hai người bị thương. Sau đợt pháo, họ gọi nhau khẩn trương cấp cứu thương binh. Hú vía! Lập tức anh Sửu ra lệnh di chuyển để đến một căn cứ khác, cách căn cứ vừa dừng chân khoảng gần một tiếng đồng hồ, có hầm sẵn tương đối tốt. Thế là mất trọn một đêm, mệt rũ người. Sáng chưa rõ mặt người, anh Sửu gọi chúng tôi dậy chạy càn. Tưởng là đi đâu, anh đưa chúng tôi ra ngay khoảng ruộng trống, cách căn cứ chẳng bao xa. Quê tôi gọi là một đoạn, thước đo ước lệ, không thể xác định rõ ràng. Và giục tất cả choắt bùn, nằm sát các bờ ruộng, đợi pháo ngớt rồi xem tình hình thế nào. Thế rồi pháo địch chuyển làn, chúng tôi lại lục tục về hầm. Cả ngày dưới hầm nghe tiếng động cơ các loại máy bay của địch, gầm rít, bom, pháo nổ rầm rầm bên kia sông, nơi ấy hôm qua chúng tôi vừa đi qua. Tối đến, chúng tôi được lệnh lại vượt sông trở về Bầu Đưng. Chẳng ai hiểu thế nào, là lính chỉ biết tuân theo mệnh lệnh. Mãi sau này tôi mới biết cấp trên định đưa chúng tôi vào sát Sài Gòn hơn, nhưng lệnh đó bị hoãn. Đơn vị nhận chúng tôi mang tên đoàn 770, giống với phiên hiệu đoàn hậu cần 770 của miền, được gọi tắt là B-70, đặc công biệt động vùng ven. Thời anh em Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu còn sống đã từng treo thưởng rất cao cho ai bắt được Việt Cộng 770, nhưng không bắt được ai cả. Chỉ huy đơn vị chúng tôi là đại đội trưởng Nam Ngọc, đại đội phó Bảy Nghiệp. Đơn vị cũng có chính trị viên nhưng vừa hy sinh. Theo lời giới thiệu của anh Nam Ngọc, B-70 là một đơn vị cơ động của phân khu, hoạt động trên địa bàn rộng. Nhiệm vụ chính yếu là bám các căn cứ Lai Khê, quận Bến Cát và Đồng Dù, huyện Củ Chi. Anh Nam nói với chúng tôi: các em về đơn vị giữa lúc ác liệt, sau Mậu Thân địch đang trở lại phản công. Chúng càn quét, bú ráp liên tục, bắn phá suốt ngày đêm và trên tất cả các địa bàn. Vì vậy tất cả phải luôn sẵn sàng chiến đấu. Anh Năm cho biết thêm: tình hình chiến sự khu vực hết sức cam go, phân khu bị địch dồn ép ác liệt, tổn thất nặng nề, nhiều địa bàn trắng du kích hoặc chỉ còn vài người, nhiều đơn vị bộ đội địa phương chỉ còn 1/3 quân số, có những đại đội chỉ còn 20 đến 30 tay súng, có trung đoàn gom quân lại chỉ còn gần một tiểu đoàn, một số đơn vị độc lập chỉ còn vài người, thậm chí có đơn vị bị xóa sổ. Tại Biên Hòa, hai tiểu đoàn đặc công 1 và 2 chỉ còn 40-50 tay súng, phải sắp nhập thành tiểu đoàn 12 và sau đó biên chế vào đoàn đặc công 113. Đơn vị quân số không ổn định, giữa năm 1968 vừa gom được hơn 60 người thì chỉ sau 7-8 ngày đầu tháng 7 còn 42, đến tháng 11 chỉ còn 14 người. Bắt đầu từ cuối năm 1968, cung cấp hậu cần vô cùng gian nan. Đơn vị rơi vào hoàn cảnh cháo không có mà húp, muối không có mà ăn, thuốc không có để chữa bệnh. Mạng lưới cơ sở của đơn vị bị bóc gỡ, nhiều căn cứ của ta bị đánh phá. Do bị vây ráp gắt gao, đơn vị phải phân tán lực lượng đến mức không thể mỏng hơn. Tổ chiến đấu nhiều nhất là 6-7 người, còn đa số chỉ có 3-4 người mới bảo toàn được lực lượng và dễ bề cung cấp hậu cần. Từ lâu, vùng rừng Long Nguyên trở thành mục tiêu trọng điểm càn quét của địch. Chúng đánh phá suốt ngày đêm các địa bàn giàu tiếng Bến Xúc, Phú Giáo, Thanh An, Tân Uyên. Tình hình cũng không hơn gì. Tất cả các địa bàn được gọi là hậu phương của ta bị địch tràn ngập.
những làng ấp như 10, 11, 13 một thời sầm uất cũng bị đốt sạch, phá sạch. Với người dân, địch ráo riết gom vào các làng ấp nhằm tắt nước bắt cá. Tất cả các khu dân cư đều có cố vấn Mỹ, bọn Bình Định, Bảo An, Phòng vệ dân sự, Thanh niên vũ trang, Phượng Hoàng, Thiên Nga chỉ điểm hoạt động. Chúng ò ép nhân dân, tăng cường chiến tranh tâm lý, giải truyền đơn, kêu gọi hồi tránh. Trên các máy bay OV-10, trực thăng Bắc Loa bay khắp vùng, gọi tên từng cán bộ Việt Cộng, người miền Nam và quân giải phóng, người miền Bắc. Anh Năm Ngọc có dáng như thư sinh, người rong ròng cao, da trắng, đôi mắt rất hiền. Giọng miền Nam hơi nặng, nhưng rõ ràng anh tự giới thiệu đã 30 tuổi, quê An Điền, theo cách mạng từ năm 1960. Để giúp chúng tôi hòa nhập, anh rất tận tình hướng dẫn nghiệp vụ, từ đào hầm, ngụy trang, xóa dấu vết, đến cách đi đường, chú ý quan sát, nghe ngóng động tĩnh, phát hiện địch phục kích, cho đến cách đi lấy củi, chọn rau rừng, đào củ rừng, chống đói. Anh nói cả cách xử lý các tình huống xấu nhất, quyết không để rơi vào tay địch. Mới từ Bắc vào, nghe anh Năm phổ biến tình hình, chúng tôi như vịt nghe sấm, trải qua cọ sát thực tế. Những kiến thức anh Năm trao cho rất thiết thực, giúp chúng tôi mở rộng tầm mắt và thấm bài học. Ở vùng lõm, muốn bảo toàn tính mạng phải tuyệt đối giữ bí mật, đi không ai biết, ở chẳng ai hay. Về đơn vị, chúng tôi nghĩ sẽ đầy đủ trang bị, vũ khí, nhưng không, ở đây thiếu thốn đủ thứ. Bữa ăn đầu tiên có cơm, mỗi người một bát chia đều, và canh lá chua trộn cá hộp miên Campuchia. Bữa thứ hai, cháo rau bướm loáng thoáng vài hột gạo và củ nần xào dầu lạc, mùi hơi khen khét. Anh em chúng tôi không ai kêu ca mà đều nghĩ thế là cuộc đời kháng chiến bắt đầu. Rất may đơn vị còn có 5 cựu binh là người miền Nam, trong đó 3 anh là biệt động tham gia mậu thân ở Sài Gòn ra. Các anh rất nhiệt tình chỉ bảo cho chúng tôi kinh nghiệm thực chiến. Nhưng mới làm quen với nhau được gần 1 tháng, trừ anh Năm và anh Bảy, các anh biệt động thành lại được cấp trên điều vào Sài Gòn. Từ đây, chúng tôi trở thành những người lính địa phương, hay còn gọi là bộ đội địa phương, sống trong vùng tam giác sắt, làm quen với những trận càn. Cuối năm 1968, tại thao trường Bất Bạt, Quảng Oai, tỉnh Hà Tây, kiểm tra và đồng thời tiến chúng tôi vào chiến trường B2, Phó Tư lệnh Binh chủng Đặc công Cao Pha quán triệt rằng miền Đông Nam Bộ là vùng cực kỳ ác liệt. Nghe thủ trưởng nói thế, nhưng không biết thực tế thế nào, chỉ đến khi chúng tôi vào đến tam giác sắt của miền Đông thì mới hiểu thế nào là gian lao, thế nào là anh dũng. Chúng tôi bắt đầu cuộc sống trong hầm, cả hầm nổi và hầm bí mật. Hầm nổi có 2 loại, loại đào dưới các bụi cây lúp xúp, chứa 4 người, có 2 cửa lên xuống để cảnh giới và chiến đấu. Loại thứ hai được đào dưới các thân cây rừng bị san ủi, chỉ đủ chứa 2 người, do mình tự đào và tự ngụy trang, chủ yếu là để giấu mình. Ngày chúng tôi ở hầm, đêm mới ra ngoài, ngày nào cũng phải nghe máy bay địch rè rè ra rả cụm từ sinh Bắc tử Nam. Người yếu tim thì cũng rần rợn, người non gan thì sợ, vì thực tế đang diễn ra quá gian khổ và ác liệt. Chúng tôi vào chiến trường giữa lúc vùng giải phóng đang bị thu hẹp, lực lượng của ta tổn thất quá lớn sau mậu thân. Đơn vị chúng tôi ở sâu nên cung cấp hậu cần, y tế, vũ khí, trang bị không được kịp thời. Sức chống đỡ không riêng chúng tôi mà các đơn vị bạn còn bám trụ địa bàn cũng giảm sút trông thấy. Không chỉ anh em chúng tôi mà ngay cả anh Năm Ngọc và anh em lính cựu cũng có cảm giác vòng vây của địch ngày càng siết chặt. Từ sau đợt đệm năm 1968, tâm lý hoang mang, bi quan, chán nản xuất hiện trong hàng ngũ của ta. Vài ngày, chúng tôi lại nghe được tin ở đơn vị bạn lại có người bỏ hàng ngũ, chạy đi chiêu hồi, làm chỉ điểm cho địch. Có những ngày, có đến 3-4 người đi chiêu hồi, không chỉ có người miền Nam mà có cả lính Bắc cũng nản chí. Họ chạy ra đường 13, còn gọi là Lộ Lệ Xuân,
dùng mảnh dù pháo sáng màu trắng vẫy xin đầu hàng, lập tức được trực thăng địch bay đến đón đi. Ngày nào Mỹ Ngụy cũng xua quân càn quét, tàn phá Long Nguyên, An Điền và Củ Chi. Tại Long Nguyên, máy bay phản lực không biết loại gì thay nhau dội bom cả ngày lẫn đêm. Pháo của địch thi nhau bắn phá, thậm chí có cả B-52 thả bom. Long Nguyên là xã bị B-52 rải thảm đầu tiên. Ban ngày, từ sáng sớm, hàng đàn trực thăng ốc nóc, bàn nện bay đi bay lại dần dần. Trực thăng cá lẹp như Apache bây giờ, quần đảo bắn rocket vào những nơi chúng nghi ngờ hoặc được chỉ điểm bằng lựu đạn màu. Còn một loại máy bay nữa, chúng tôi gọi là cá rô, nhỏ nhưng bay cực nhanh, cực thấp, có khi sát ngọn le. Chúng bay cứ như úp ngay trên đầu mình, xăm soi từng ngọn cỏ, bụi cây. Thằng Mỹ đội mũ sắt ngồi ở cửa, lăm lăm khẩu đại liên mã lai, nghi ngờ đâu là bắn ngay vào đấy. Nếu phát hiện cửa hầm, nó sẽ quăng lựu đạn, loại gì đó nổ to như đạn cối 60 ly. Ngày nào chúng tôi cũng nghe tin bọn bộ binh Mỹ Ngụy có xe tăng, xe thiết giáp, xe ủi, dàn hàng ngang, hùng hổ càn vào rừng, càn ủi cây cối ngã đổ ầm ầm. Bọn địch khoanh từng lô rừng để bao vây, chia cắt, săn tìm Việt Cộng và bộ đội Bắc Việt. Địch đổ quân, trà đi sát lại nhiều ngày liền. Chỉ trong vài ngày, cả một cánh rừng xanh trở thành vùng đất trống lốc. Chúng tôi di chuyển vào ban đêm, phải đi trên các thân cây bị đổ, nhiều khi trượt chân, ngã đau, mãi mới vực dậy được. Thỉnh thoảng còn lại một gốc cây to, thường là những cây cầy, lõi hạt cầy ăn bùi bùi như lõi quả bàng. Những cây cao đó giúp ta định hướng khi bị lạc, nhưng lại là tiêu hướng chuẩn của pháo binh địch, rất nguy hiểm. Nhiều trận địch đi càn, xe tăng M41, M48, xe ủi, xe M113, xe M118 đi trước, lính đi sau. Mỗi khi nghi ngờ cái gì đó, bọn địch bao vây và bắn chặn đường như vãi đạn. Nhiều khi chúng tôi chỉ cách quân Mỹ vài bước chân, nghe rõ tiếng chúng xì xồ với nhau, ngửi được cả khói thuốc lá và tiếng loẻng xoẻng của kim khí va chạm, mà không dám làm gì. Đúng là chiến tranh cải răng lược, rất nhiều tình huống dở cười, dở khóc. Vừa về đơn vị được 5 ngày, chân ướt, chân ráo, chúng tôi đã bị bọn Mỹ Ngụy truy sát. Không biết tin tức lọt ở đâu ra mà chuyến máy bay địch bắc loa kêu gọi: "Anh em bộ đội Bắc Kỳ mới xâm nhập, hãy bỏ súng đầu hàng, về với chính nghĩa quốc gia." Chúng gọi rõ tên rất nhiều cán binh Việt Cộng, đủ các cấp mà chúng tôi không biết triệu hồi thật hay không. Máy bay tâm lý chiến OV-10, L-19 bay đi bay lại, cứ như chúng nhìn thấy những người đang nấp phía dưới. Chúng thả truyền đơn, phát loa kêu gọi triệu hồi, rung dọa, hòng lung lạc tinh thần những ai dao động, yếu bóng vía. Rất lạ là không hiểu làm cách nào bọn địch lại biết rành rẽ tên nhiều người chỉ huy của ta thế. Thỉnh thoảng máy bay địch lại rải truyền đơn, có cả hình các chỉ huy cùng những lời dụ dỗ thâm hiểm. Nhiều truyền đơn in hình những cán binh hồi chánh như Thượng tá TH, chính ủy sư đoàn 5, BCT, ủy viên tuyên huấn tỉnh Bến Tre, nhạc sĩ DC, con trai một nhạc sĩ nổi tiếng, và những người có tên tuổi, chức vụ rõ ràng. Nhiều truyền đơn có hình ảnh bộ đội ta bị giết, xác chết ngổn ngang, hoặc là bộ đội ta bị bắt, bị tra tấn, bị mổ bụng, moi gan. Kèm theo đó là khoe khoang sự oai phong, đắc thắng của Mỹ Ngụy. Không may cho chúng tôi, vừa chuyển đến một căn cứ ở An Điền được 2 ngày thì đơn vị bên cạnh có người đi triệu hồi. Thế là suốt ngày máy bay địch ào tới dội bom, tiếp đó là pháo ở đâu bắn tới dồn dập, hàng đàn trực thăng chở quân cản tới. Anh em chúng tôi được phen chạy bằng chết. Năm 1969 là một năm đau thương, có thể nói là đau thương nhất trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Vài hôm lại có người không chịu nổi gian khổ, dao động rời bỏ hàng ngũ, ta gọi là đào ngũ. Có cả những người phóng chiến trường, bỏ về nhà làm ăn sinh sống đơn thuần, nhưng nhiều kẻ hèn nhát, phản bội, khai báo, dẫn đường cho địch vào đánh phá các căn cứ của ta. Nhiều truyền đơn của địch in cả hình ảnh bọn chiêu hồi,
hướng dẫn lính ngụy cách thức, kỹ năng chiến đấu, dẫn đường chỉ điểm. Đầu tháng 8 năm 1969, anh Năm dẫn chúng tôi sang An Phú, Củ Chi. Chưa được 2 ngày thì bọn chiêu hồi dẫn Mỹ ngụy vào cứ. Chúng lách rừng rất êm. Đến một cửa địa đạo thì chúng dừng lại. Mới đầu chúng kêu gọi đầu hàng, sau đó chúng thả lựu đạn cay xuống. May địa đạo không có ai. Thực ra thấy động, anh em ở đó đã chạy đi hết từ trước rồi. Tiếp đó chúng dùng bộc phá thả xuống địa đạo. Ở phía bên này, chúng tôi nhanh chóng di chuyển ra bờ sông Sài Gòn và dìm người ở bờ sông, ngâm nước chịu trận suốt cả ngày. Từ đó chúng tôi không ở địa đạo nữa, mà chọn phương án cơ động di chuyển để tránh bị địch bủa vây. Năm 1969 đến năm 1970, nhiều cơ sở cách mạng ở địa bàn của chúng tôi bị bọn phản bội tố giác, bắt bớ, giết hại. Các làng ấp ở Lai Khê, An Điền, Thanh An, Thanh Tuyền, An Phú, Nhuận Đức đều bị san phẳng. Địch dồn dân vào ấp ngoài Bắc vẫn gọi là ấp chiến lược, rồi chúng rào lại bằng các loại dây kẽm gai và cài cắm rất nhiều trông, mìn các loại, ngăn cản người dân liên hệ với cách mạng. Ngày nào Mỹ ngụy cũng diễu võ dương oai, hùng hùng hổ hổ, hành quân tát nước bắt cá, tìm diệt. Sống trong điều kiện bom cày, đạn sới như vậy, không ngày nào không có bộ đội du kích thương vong. Có nhiều trường hợp hôm trước vừa đặt anh em xuống, qua đêm bom Mỹ lại đánh lật anh em lên. Có ngày chúng tôi phải chạy đến 4 cứ mà vẫn không yên. Dường như chỗ nào cũng có địch và lúc nào cũng có cảm giác bị địch bao vây. Thế nhưng trong hoàn cảnh khốn khó đó, chúng tôi vẫn tổ chức được những trận đánh không to nhưng cũng làm cho bọn địch mất ăn, mất ngủ. Trận đánh đầu tiên. Đầu tháng 7 năm 1969, chúng tôi được đánh Mỹ trận đầu tiên trên đường 13. Hôm ấy khoảng 3 giờ sáng, anh Năm Ngọc đến hầm gọi 4 anh em chúng tôi dậy. Lê Đình Úc, xạ thủ B-40, tỉnh nhanh nhất. Còn tôi, Nguyễn Văn Đào và Trần Văn Lăng phải dụi mắt lừng chừng một lúc. Anh Năm giục, lẹ lên các em. Chúng tôi lấy vũ khí và đi theo anh Năm ra lộ Lệ Xuân. Không biết bao nhiêu cây số, nhưng nhìn thấy ánh đèn sáng ở bến cát. Để bước ra lộ phải qua bìa rừng, cây rất thưa. Tiếp đó là một khoảng trống đến 20-30 mét, vượt qua một cái rãnh nước ngập đến thắt lưng, lên đến bờ là rễ cỏ, rồi mới đến mặt đường. Mặt đường bị phủ một lớp đất đỏ, vừa mưa xong nên bùn mặt đường đặc quánh. Theo phân công, hai súng B-40 là Úc và Thái, quê Tam Dương Vĩnh Phúc, ở lại bìa rừng trợ chiến. Tôi lên phía trên cách điểm đặt mìn khoảng 40-50 mét, nằm ép người xuống cạnh tả luy, cảnh giới hướng Lai Khê, đào cảnh giới hướng bến cát. Anh Năm và Lăng đào hố chôn mìn. Rất nhanh, hai người làm xong việc, khẩn trương xóa dấu vết, rồi làm hiệu cho chúng tôi rút. Anh em chúng tôi trở lại rừng, tưởng là được về, nhưng anh Năm bảo chúng tôi chọn chỗ nấp, đợi xem địch có trúng mìn không. Khoảng hơn 7 giờ, mặt trời tỏa nắng. Trên trời, hàng đàn trực thăng chở quân bay tới bay lui. Chúng bay rất thấp, nếu có 12 ly 7 sẽ bắn hạ được ngay. Một chiếc trực thăng cá rô éng éng bay rất nhanh đứt qua đầu chúng tôi, rồi đảo qua đảo lại ở khu rừng bên cạnh. Mắt thường cũng thấy con cá rô bay sát các ngọn cây. Trên đường có rất nhiều tiếng động cơ ô tô. Một đoàn xe GMC ta vẫn quen gọi là Cam Nhông chở đầy lính đi từ bến cát lên. Vì ra quân trận đầu, anh em chúng tôi rất hồi hộp. Oang! Một tiếng nổ long trời. Trúng rồi! Lăng reo lên rất to. Anh Năm vội ra hiệu im lặng. Không hiểu sao lại một tiếng nổ nữa, nhưng bé hơn, và tiếp đó là tiếng đạn các loại súng của địch bắn. Đại Liên Mã Lai kéo cả loạt dài. M79 nổ, tốc oanh, tốc oanh, không ngớt. Địch vãi đạn, nhưng không biết bắn vào đâu. Bấy giờ anh Năm mới ra hiệu cho chúng tôi rút. Trước khi xuất quân, anh Năm dặn chúng tôi, nhìn anh làm gì thì làm theo như thế. Nên khi chạy, anh Năm khom người,
chúng tôi cũng khom người. Anh Năm ra hiệu tản ra, chúng tôi cũng làm theo ngay. Đường chạy, quân sự thì nói là thoát ly trận địa, còn chúng tôi không gặp trở ngại gì. Nhưng kỹ thuật tháo chạy, anh Năm hay nói đùa như vậy, thì chúng tôi rút ra được bài học, phải chạy trước khi địch huy động tổng lực truy đuổi. Đây là trận đánh đầu tiên tôi được tham gia. Sau này tôi đem lối đánh mìn của anh Năm để cùng đơn vị đi giăng bẫy. Đánh thắng trận đầu rất có ý nghĩa đối với người lính, nhất là tân binh như chúng tôi. Sau trận đánh này, anh Năm đề nghị chúng tôi bỏ quần áo đem từ miền Bắc vào. Đó là những bộ quân phục vải Tô Châu rất đẹp, nhưng nặng, rộng thùng thình, không phù hợp với vùng đất đỏ miền Đông. Nhưng phải tới hơn 3 tháng sau, chúng tôi mới được phát những bộ quần áo may bằng vải tê nê rông, không biết phát âm có đúng không. Vải màu xanh lá cây nhạt, anh em chúng tôi không biết nên gọi là vải ni lông, rất nhẹ, mau khô. Quân nhu miền Nam may rất kít người, miền Bắc gọi là bó sát người. Ban đầu trông hơi lạ, nhưng chúng tôi đều thích vì được chính thức hòa nhập với anh em lính cựu miền Nam. Theo anh Năm, chúng tôi được biết đơn vị có hơn 60 anh em, nhưng để phù hợp với điều kiện khắc nghiệt của chiến trường, đơn vị buộc phải phân tán thành nhiều tổ chiến đấu ở Củ Chi, An Điền, Long Nguyên, Bến Cát, Thanh An, Thanh Tuyền. Mặc dù các tổ được toàn quyền độc lập tác chiến và sống trong điều kiện vô cùng kham khổ, nhưng không một ai đi chiêu hồi. Trong đơn vị, người Bắc, Trung, Nam đủ cả. Trước Tết năm 1969, anh em người miền Nam chỉ còn hơn 10 người. Khi chúng tôi về, anh em miền Nam chỉ còn 5 người. May cho chúng tôi có anh Năm Ngọc và anh Bảy Nghiệp là người địa phương. Trước năm 1968, đơn vị có hơn 100 người, nhưng hơn 70% là người địa phương. Trong 15 ngày đầu Mậu Thân năm 1968, đơn vị chỉ còn hơn 20 người, được bổ sung quân nhiều đợt. Có cả anh em hoạt động nội thành bị lộ và ngoài Bắc vào thì đơn vị có được hơn 50. Sau đợt đệm tháng 6 năm 1968 đến đầu năm 1969, đơn vị vơi dần. Có tháng chỉ còn 12 người, bổ sung quân không kịp. Khi 8 anh em chúng tôi về đã là lần bổ sung quân thứ 5 của năm 1969. Quân số mới nâng lên được hơn 40, chính xác là 42 cán bộ chiến sĩ. Giữa tháng 7 năm 1969, hai tổ chiến đấu ở Đồng Dù, Củ Chi hy sinh tất cả. Tổ An Điền 5 người hy sinh, 4 người còn lại là anh Bảy Nghiệp. Tổ Bến Cát còn 3 người. Thì cuối tháng 8 năm 1969, phân khu điều cả 3 anh vào nội thành. Các tổ ở Thanh An, Thanh Tuyền đều báo cáo có thương vong. Hai tổ chúng tôi ở Long Nguyên là đông nhất, 8 tay súng. Đầu tháng 8 năm 1969, đơn vị lại được bổ sung 4 tân binh nữa, nâng lên 26 tay súng. Anh Năm cho lập thành 6 tổ, mỗi tổ 4 người, chia thành 2 phân đội. Anh Năm ở Long Nguyên, Lai Khê, anh Bảy ở An Điền, Củ Chi. Tuy nhiên do vùng Củ Chi gồm cả Bắc Củ Chi, Nam Củ Chi và Đồng Dù liên tục bị địch càn quét ác liệt, nên phân đội anh Bảy vừa sang được 5-6 ngày đã mất 4 tay súng, 2 người khác bị thương phải chuyển phía sau. May mắn là phân đội chúng tôi do anh Năm Ngọc chỉ huy ở Bến Cát, bám căn cứ Lai Khê và đường 13, nhưng chủ yếu là điều nghiên căn cứ và tổ chức đánh bẫy mìn, nên tránh được chạm trán trực diện với địch nên chưa có thương vong. Mặc dù phải phân tán lực lượng và có thương vong, nhưng cả hai phân đội đều tổ chức được nhiều trận. Chúng tôi liên tục cơ động đột kích, giăng bẫy mìn và táo bạo đánh vào các trạm, bốt gác, tổ tuần tra của địch trên đường 13, cửa rừng Bầu Đưng, đường vào các căn cứ Rạch Bắp, Lai Khê, đường 8 Đồng Dù hay các làng ấp ở Tân Phú Trung, Bắc Củ Chi, Bắc Thủ Dầu Một, Tân Uyên, Nam Bầu Bàng. Những trận đánh tuy nhỏ nhưng cũng làm tiêu hao sinh lực địch. Sau những trận đánh, chúng tôi đều được cơ sở báo ra sự thiệt hại của địch, và nhất là tinh thần bọn địch luôn luôn thấp thỏm lo sợ, không biết sẽ bị đánh úp lúc nào. Nhiều cuộc bọn ngụy
định can vào rừng nhưng phải hoãn lại để chờ Mỹ chi viện. Cuối năm 1969, đơn vị chúng tôi chỉ còn 16 tay súng. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của cấp trên, không được đối đầu công khai với địch. Ý nói không được trường mặt ra chống cản như bộ binh, bám sát địa bàn, chỉ được tổ chức đánh nếu có cơ hội. Anh Năm chia 4 người một tổ, mỗi tổ ở cách nhau tương đối xa, theo yêu cầu phải ngoài tầm đạn Đại Liên khoảng 2-3 km. Liên lạc với nhau chỉ được vào ban đêm, và các tổ vận dụng linh hoạt các lối đánh, cốt làm sao không cho địch ăn ngon ngủ yên. Với lối đánh bất ngờ, chúng tôi tập trung đánh quân Mỹ. Không biết ở nơi khác thế nào, nơi chúng tôi nếu dính bẫy mìn, chỉ cần một tên lính bị chết hoặc bị thương, lập tức bọn Mỹ sẽ dừng lùng sục ngay. Chúng sẽ gọi máy bay thả bom, gọi pháo bắn tọa độ. Chúng điên cuồng bắn phá tất cả những nơi nào chúng nghi ngờ. Vì vậy bảy trận mìn phục kích xong, dứt khoát phải chạy thật xa. Đây cũng là một kinh nghiệm thực chiến. Chiến công bất ngờ. Ở Bắc Sài Gòn Gia Định, đơn vị chúng tôi có một thủ tục dành cho mỗi lần xuất trận, đó là làm lễ tuyên thệ. Có lẽ vì vậy, nhiều người tưởng lầm là anh em chúng tôi làm lễ tang, truy điệu cho nhau trước khi vào trận đánh. Thủ tục thế này: tổ chiến đấu nếu là 4 người sẽ đứng dàn hàng ngang trước lá cờ giải phóng căng trên cành cây hoặc trên cành le. Cây le giống cây sặt ngoài Bắc, ảnh cụ Hồ chỉ to bằng bàn tay, được gắn dưới ngôi sao vàng. Lần lượt từng người bước lên, giơ tay trịnh trọng nói, thề rằng tôi, chỉ thế thôi chứ không nói họ tên, chiến sĩ quân giải phóng miền Nam, thề chiến đấu đến giọt máu cuối cùng vì độc lập tự do cho Tổ quốc. Tại sao là nói từ cho chứ không phải là từ của Tổ quốc? Đã có rất nhiều anh em thắc mắc nhưng không được giải thích, chỉ biết nói sai, chỉ huy sẽ yêu cầu nói lại. Khi ra Bắc, tôi có dịp gặp nhiều cán bộ, chiến sĩ đặc công thời đánh Mỹ. Hỏi về nghi thức này thì anh nào cũng tủm tỉm cười. Biểu cảm ấy cho thấy đó là nghi thức chung. Trước khi ra trận, thực hiện nghi lễ xuất quân sẽ khiến trái tim người lính nào cũng trộn rộn. Họ đều ý thức rất rõ về nhiệm vụ của mình. Dù chỉ là hình thức nhưng lại là biểu tượng thiêng liêng của những người lính cảm tử. Ngày ấy, súng AK, băng đạn kẹp đôi đảo đầu khoác trước ngực, hông trái là bao xe đạn, bên phải là túi thủ pháo, ai cũng cố nhất đẩy cứng. Với TNT thì được 10 đến 12 quả, hợp chất C4 thì được 16 đến 19 nắm. Quai túi thủ pháo buộc hai cuộn băng phòng khi bị thương và 50 kim băng khóa chốt mìn. Dây lưng cài 4 quả lựu đạn mỏ vịt, dao găm bên phải, khẩu K54 với 3 băng đạn áp bụng, và không quên một gói muối cục bằng ngón tay phòng khi bị thương, mút thay cho uống nhiều nước. Tất nhiên đặc công đi đánh trận đều cởi trần để hóa trang. Nếu chết hay gọi là hy sinh thì trên người cũng chỉ có chiếc quần xà lòn, miền Bắc gọi là quần đùi, quần cộc. Tài sản người lính đặc công chỉ có thế thôi. Chẳng ai có lọ penicillin đựng giấy ghi tên tuổi như của các anh lính bộ binh sau này. Đặc công chuẩn bị cho cái chết của mình quá đơn giản. Có một sự thực là lính Bắc chúng tôi vào miền Đông chỉ biết là phải đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào, còn không hề biết mình tiếp cận với căn cứ Lai Khê hay đồng dù với đơn vị lính Mỹ nào. Mãi đến tháng 2 năm 1970, lính Mỹ ở Lai Khê rút về nước, chúng tôi mới biết mình chọi nhau với sư đoàn 1, anh Cà Đỏ, còn ở đồng dù là sư đoàn 25, tia chớp nhiệt đới. Năm 1972 mới rút khỏi Việt Nam. Các đơn vị này đều là niềm tự hào của nước Mỹ. Giữa tháng 6 năm 1969, anh Năm gọi tôi cùng anh đi điều nghiên căn cứ Lai Khê. 7 giờ tối chúng tôi xuất phát, anh Năm đi trước, tôi theo sau. Vượt qua đường 13, qua mấy đồi bị san ủi, cây đổ rạp, chúng tôi gặp một bãi sình rất nhiều cây. Tôi không biết tên thì dừng lại. Anh em tôi cởi bỏ quần áo dài, mặc mỗi chiếc xà lòn và bắt đầu lội sình. Anh Năm đi trước làm gì
Tôi lặp lại như vậy. Một lúc lâu sau, anh Năm ra hiệu bảo tôi dìm hẳn người xuống sình và lấy bùn bôi mặt. Xong hai anh em tiếp tục tiến lên. Lội trong bùn rất khó. Ngoài Bắc lội bùn và ngâm người chỉ là bùn ruộng, còn ở đây là sình, bùn tới ngang thắt lưng và sâu hơn nữa. Tốc độ đi của chúng tôi giảm dần vì phía trước là địch. Anh Năm ra hiệu bảo tôi dừng lại. Thì ra có mìn cài trong bụi cây. Anh Năm nhẹ nhàng gỡ rồi găm mìn lại. Cứ thế chúng tôi vô hiệu hóa được 6 quả mìn. Bỗng hỏa châu bắn lên soi sáng một khoảng không gian rất rộng. Chúng tôi vội dìm người vào một lùm cây và ở đó cho đến tối hôm sau. Khoảng hơn 8 giờ tối lại tiềm nhập tiếp. Một ngày đêm ngâm người trong bùn khó chịu vô cùng, nhưng biết làm sao được. Đêm sau chúng tôi vào được gần hàng rào thứ nhất thì anh Năm ra hiệu quay ra. Chúng tôi lại lầm lũi đi ra, nhưng đường ra có hơn đường vào, bởi vì vừa phải đợi pháo sáng địch tắt, vừa lần theo dấu đi hôm trước của mình, đồng thời phải xóa dấu vết. Gần sáng chúng tôi mới về đến bờ bên kia, đến chỗ giấu quần áo, nhưng không mặc được vì người đầy bùn nên cứ ôm quần áo thế mà đi. Gần trưa, sau khi tránh mấy đợt máy bay trực thăng ngó nghiêng, anh Năm đưa tôi về khu rừng lúp xúp. Ở đó có một căn hầm được ngụy trang kỹ lưỡng. Cách hơi xa là một con lạch có nước chảy, xung quanh nhiều bụi cây lá đã lên xanh. Chúng tôi tranh thủ tắm gội cho hết bùn. Nhờ đi đường xa nên bùn dính trên người đều khô, chỉ cần lấy tay xoa nhẹ là bùn rơi lả tả từng mảng. Không ngờ đây lại là họa cho chúng tôi. Tôi đang tựa lưng vào vách hầm để ngủ thì anh Năm vỗ vào vai. Tôi giật mình mở mắt thì anh Năm ra hiệu địch. Tôi choàng dậy, ghé mắt qua khe sáng của cửa hầm. Có địch thật. Cách chúng tôi khoảng 100 mét, một túp lính Mỹ. Đây là bọn biệt kích. Có lẽ chúng phát hiện có mìn nên một thằng Mỹ đội mũ sắt, cởi trần, chân trống, chân quỳ, làm động tác gợt mìn. Những tên lính còn lại đi sau, vừa tiến vừa cảnh giới. Tôi dưng súng, khẽ hạ khóa nòng để nấc liên thanh. Anh Năm ra hiệu bảo tôi hạ nấc phát một. Tay anh đặt lên vai tôi bấu nhẹ. Anh nói rất nhỏ, đủ nghe. Bình tĩnh, bình tĩnh nha. Tôi nín thở. Tên lính gợt mìn choán hết đầu ruồi. Khoảng cách rút ngắn, tôi định bóp cỏ, nhưng anh Năm bóp chặt vai. Bình tĩnh, bình tĩnh. Chỉ còn khoảng 30 mét, tôi nhìn rõ bụng tên lính. Anh Năm nhả tay khỏi vai tôi và tách. Tôi xít cỏ, tên lính lật ngửa ra đất. Thế rồi không biết những tràng AK ở đâu bắn ra giòn giã. Bọn địch bị đánh bất ngờ chạy giạt về phía sau. Lẹ! Anh Năm ra lệnh. Như một con sóc, anh Năm tốc cửa nhảy ra khỏi hầm, chạy tới xác tiền Mỹ. Tôi cũng nhảy theo. Anh Năm nhanh chóng quàng dây dù vào cổ thằng Mỹ, còn tôi thì nhặt khẩu súng AR-15, 16, rồi chúng tôi quay lại hầm. Hai anh em đạp chân vào vách, kéo thằng Mỹ vào sát cửa hầm. Và thế là chúng tôi không còn sợ pháo địch bắn nữa. Mở ba lô tên địch, trong đó có mấy hộp thức ăn, quân tư trang hạng nhẹ, có cả cuộn kim chỉ và đặc biệt là chiếc ví. Trong đó có mấy tờ đô la và một tấm ảnh hình cô gái tóc dài chấm vai, có lẽ là bạn gái tên lính. Anh Năm chỉ lấy mấy hộp thức ăn, bi đông nước, còn các thứ đồ của tên lính lại nhét trả vào ba lô của hắn. Riêng khẩu súng được anh tháo rời ra rồi để lại ở góc hầm. Xong tất cả các việc thì cũng là lúc pháo địch bắt đầu truyền làn để địch vào lấy xác. Tranh thủ lúc này, anh em chúng tôi mở cửa hầm thứ hai và nhảy ra ngoài chạy. Chạy thục mạng và chạy quên cả chết. Tôi bám theo anh Năm mà muốn đứt hơi. Chúng tôi vượt qua đường 13, nhảy qua rãnh nước mà không ngán lộ bí mật, và rồi chạy được vào rừng. Trên đầu máy bay địch bay rợp trời, nhưng có lẽ chúng chú ý tới chỗ tên lính vừa bị bắn nên chúng không để ý đến chúng tôi. Anh Năm dẫn tôi đến một căn cứ. Anh nhìn trước nhìn sau, không phát hiện ra điều gì lạ nên chui xuống một đám cây đổ tìm hầm. Nằm sau anh, tôi cầm tưởng anh như chuột chũi, tay gạt lá cây và cuối cùng tìm được cửa hầm. Chúng tôi xuống hầm, bây giờ mới bình tĩnh ngồi thở. Không có đồng hồ, nhưng mặt trời cũng đã xế chiều. Tối đến quá chậm, hai anh em mở lon bánh mì, chia nhau ăn,
rồi tranh thủ ngả lưng vào vách hầm để đợi trời tối hẳn, tìm đường về đơn vị. Chia sẻ khó khăn, anh Năm thuộc đường nhưng phải hơn nửa đêm chúng tôi mới về tới căn cứ. 2 tuần sau, tôi nhận được tờ giấy Perlia bằng 3 ngón tay có chữ ký chứng nhận dũng sĩ diệt Mỹ cấp 3. Cả đơn vị ăn mừng bằng bữa cháo lá bướm loãng và cá khô. Để kích lệ tinh thần tân binh, đơn vị phát động thi đua tìm Mỹ mà diệt, tìm Ngụy mà đánh. Các tổ chiến đấu thi nhau đi bẫy mìn diệt địch. Chỉ trong 4 tháng đầu nhập đơn vị, anh em tân binh chúng tôi đều đạt danh hiệu dũng sĩ diệt Mỹ và càng kiên cường bám trụ hơn. Với lính Bắc mới vào, được sự dìu dắt của các chỉ huy dày dạn trận mạc đều trưởng thành nhanh chóng. Giữa năm 1970, anh Năm Ngọc đổi cho anh Bảy Nghiệp sang Củ Chi. Cuối năm thì anh hy sinh. Đơn vị chỉ còn anh Bảy là người miền Nam thay thế chỉ huy. Tôi và anh Tư, tổ trưởng tổ 4, người Hải Phòng, được phân công làm phó cho anh Bảy. Chiến cuộc năm 1970-1971 ở miền Nam vẫn hết sức ác liệt. Ở miền Đông Nam Bộ, tuy đã có nhiều đơn vị bộ đội chủ lực của miền trở lại, tạo ra cục diện mới, nhưng thực lực của địch vẫn mạnh và chúng vẫn còn rất hung hãn. Ở địa bàn chúng tôi, địch hết sức điên cuồng. Trên trời, máy bay các loại thi nhau bắn phá bất kể mục tiêu, kể cả thật hay giả. Dưới đất, xe tăng thiết giáp và rất nhiều lính Mỹ, Ngụy càn quét, trà sát vùng nông thôn và rừng Long Nguyên mà chúng nghi là căn cứ kháng chiến. Đi theo chúng là các loại pháo ở Đồng Dù, Tân Phú Trung, Lai Khê, Rạch Bắp, Phú Lợi thi nhau yểm trợ, bắn không tiếc đạn. Ta ít, địch nhiều, hậu cần không bảo đảm khiến chúng tôi lâm vào thế bí, thiếu các loại đạn. Súng AK, người còn nhiều nhất cũng chỉ 60 viên, súng B-40 chỉ còn 3-4 viên, thiếu thuốc nổ, kíp mìn, dây cháy chậm. Bởi vậy chúng tôi đành phải tiết kiệm, nhiều khi có thời cơ đánh địch mà phải lần tránh thật nhanh. Khổ một nỗi là cấp trên lại rất cần có tiếng súng của ta để củng cố niềm tin của nhân dân. Đây là mệnh lệnh, bắt buộc chúng tôi phải nghĩ cách chấp hành. Để gây tiếng nổ, chỉ có thể dùng bẫy mìn, vừa tiết kiệm đạn mà lại gây hoang mang cho địch. Nhiều khi chúng tôi chỉ cài vài quả lựu đạn đã cắt ngắn dây cháy chậm cũng diệt được địch. Thỉnh thoảng dùng lựu đạn đi bẫy làm chết và bị thương vài thằng Mỹ Ngụy cũng khiến bọn địch càng tức tối. Còn bọn Bình Định, dân vệ thì lại càng sợ bị đặc công đột nhập. Những trận lẻ tẻ đó trong hoàn cảnh thiếu tốn đủ bề cũng là tốt lắm rồi. Giữa lúc khan hiếm đạn, chúng tôi gặp may. Hôm đó gần 3 giờ sáng, tôi đang phiên gác thì phát hiện bóng người khom thấp chạy tới. Súng đã sẵn sàng, nhưng nghe đúng mật khẩu, nhận ra thằng Long, quê Hải Phòng, liên lạc của đơn vị bạn. Cậu ta hồn hề nói, có một tốp dân công tải đạn cần được bảo vệ, nhờ các anh giúp. Thế là tôi gọi anh em dậy, theo Long lách rừng đi về hướng Trảng Xích. Quãng đường đến điểm hẹn cũng xa, đi lâu đến mức có thể lờ mờ nhìn thấy mặt nhau, không cần nhờ ánh sáng của pháo sáng nữa. Chúng tôi gặp đoàn dân công 20 người cả nam và nữ, 2 người vác một quả đạn DKB, quả đạn được tháo làm 2, mỗi người một phần. Người đàn ông đứng tuổi khoác khẩu AK bán gỗ Trung Quốc, giới thiệu tên Hành, nhận là chỉ huy đoàn, nói với tôi, chúng tôi cần đưa hàng qua lộ 13, càng gần Lai Khê càng tốt. Tôi hiểu việc ngay và nhận lời giúp họ. Thời gian chạy quá nhanh, trời đã bắt đầu sáng. Tiếng phành phạch của cánh quạt trực thăng khởi động ở phía Lai Khê đã vọng lại. Bọn biệt kích thường dậy rất sớm, như vậy sẽ không thể đi được nữa, nên tôi nói với anh Hành, sáng rồi anh, phải ém quân thôi. Thế là chúng tôi chia thành 5 nhóm, mỗi anh em chúng tôi phụ trách 4 người của đoàn, tản ra giữ khoảng cách thật xa để nếu bị bom dội thì chết người này còn người nọ. Tiếp đó chúng tôi lẩn xuống dưới những đám cây rừng vừa bị xe tăng địch cán đổ hôm qua, rồi phủ nhanh lá ngụy trang. Suốt cả ngày không ai được nói chuyện với ai vì đều sợ địch phát hiện. Được cái là tất cả anh chị em trong đoàn đều giữ nghiêm kỷ luật, nên một ngày dài cũng trôi nhanh.
Tối ập xuống rất chậm, rất sốt ruột. Rồi trời cũng tối hẳn, pháo sáng ở Lai Khê lại bừng lên. Chúng tôi thủ quân, chỉ có một anh trong đoàn tải đạn bị mảnh pháo lạc sượt vào bọng chân. Số đèn nhưng vẫn còn may vì mảnh không dính, chỉ cần băng chặt lại, đi khập khiễng một tí. Ở chiến trường, bị đạn, mảnh bom mìn sượt vào thịt da như người ta sổ xít, không tính là bị thương. Đội hình hành quân vẫn êm. Cũng phải kể ra một chuyện tế nhị là cả ngày phải nằm im nên chị em hơi vất. Thành ra anh em chúng tôi phải đưa đoàn lội qua một vài con suối cho đoàn giải lao một chút để chị em khô quần áo rồi mới đi tiếp. Hành quân không ai nói chuyện với ai, mọi người đều lầm lũi và tránh phát ra tiếng động. Phải công nhận anh chị em dân công hỏa tuyến là những lực sĩ rất dẻo dai. Hai người vác một quả đạn DKB nặng lặc lè nhưng không một ai kêu ca. Ngược lại, họ chấp hành mọi hướng dẫn giữ bí mật của chúng tôi. Ngay cả tiếng thở của họ cũng rất có trách nhiệm. Hơn 3 giờ sáng, chúng tôi mới đến được điểm tập kết. Anh em chúng tôi khẩn trương giấu các quả đạn và lại nhanh chóng chia thành nhóm nhỏ tìm chỗ ẩn náu. Lại một ngày nằm chờ. Thời gian rảnh này, ai ngủ được thì ngủ, còn không thì ngắm đàn máy bay cá rô, cá nóc, cá lẹp, UV-10 bù kín bầu trời. Không phải chỉ có bọn tôi quen với cảnh này, mà anh chị em trong đoàn cũng rất bình thản. Họ kiên trì nằm yên, mong thời gian trôi qua. Rồi cũng đến lúc trời tối hẳn, pháo sáng lại tưng bừng. Chúng tôi gọi nhau, đường cũ ta về. Trước khi chia tay, anh Hành nói: "Chúng tớ biết các cậu đang thiếu đạn, nên tặng cho các cậu vài cơ số để làm kỷ niệm." Thế rồi anh trao cho chúng tôi một bồng, ba lô đầy đạn. Thì ra 20 anh chị em trong đoàn đã thống nhất với nhau, mỗi người để lại 2 băng, 60 viên cho chúng tôi. Đang đói mà được quà thế này thì hơn cả nhặt được vàng. Thay mặt đơn vị, tôi cảm ơn đoàn và mong sớm được gặp lại. Không biết có phải duyên số hay không, hầu như tháng nào chúng tôi cũng được làm giao liên, dẫn các đoàn dân công tải đạn băng đường 13, vượt sông Thị Tính, sông Sài Gòn, đến các điểm tập kết an toàn. Rất nhiều chuyến đi nhưng chỉ nhớ được kỷ niệm này vì hai hôm sau những quả DKB mà chúng tôi giúp vận chuyển đó được bắn vào căn cứ Lai Khê. Tháng 4 năm 1972, trước khi tham gia đánh vào thị xã Thủ Dầu Một, chúng tôi được gặp lại một trong 20 cán bộ chiến sĩ đoàn tải đạn ngày ấy. Chị tên là Út Bé, hơn tôi 3 tuổi, quê Long An. Nếu sống đến bây giờ, chị Út cũng đã 74 tuổi rồi. Gặp lại nhau, tay bắt mặt mừng. Nghe chị Út kể, tôi mới biết rằng các anh chị em dân công tải đạn còn anh dũng hơn chúng tôi nhiều. Họ âm thầm chịu đựng, chấp nhận hy sinh, đâu phải vì tấm huân chương vinh danh trên ngực. Có thêm đạn AK, tôi chia cho anh em trong đơn vị. Nhưng cũng nhờ chuyến đi giúp đoàn dân công ấy mà chúng tôi phát hiện được mấy quả bom xịt, nên nghĩ ngay tới chuyện cư bom, lấy thuốc nổ. Và sau hôm đó, tất cả anh em chúng tôi đều tích cực đi tìm bom xịt, pháo lép để cư lấy thuốc, làm thủ pháo và mìn. Bây giờ nghe đoạn này khối anh chết khiếp, nhưng với chúng tôi đã cư được rất nhiều bom xịt, đạn pháo lép mà vẫn bảo đảm an toàn. Việc cư bom pháo của địch hiện nay vẫn còn anh Nguyễn Hữu Hùng, lính 113, nguyên phó giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc, là người dày dặn kinh nghiệm. Còn vác đạn pháo vào đánh căn cứ địch ở sân bay Biên Hòa, còn anh Phạm Văn Ninh, nguyên trưởng phòng cán bộ cơ sở Ban tổ chức tỉnh ủy Vĩnh Phúc, lính đặc công pháo binh 113, biết nhiều hơn. Vượt qua mọi gian khó trong vòng vây của địch. Cuối năm 1969, đầu năm 1970, anh Nam Ngọc quyết định nhận thêm 20 chiến sĩ bộ binh bị lạc đơn vị. Nhưng chỉ trong 3 tháng chiến đấu, đơn vị hao đi nhanh chóng. Có người về đơn vị buổi sáng, anh em chưa thuộc tên nhau, tối đã hy sinh. Những người bị thương nặng đều phải chuyển về phía sau, hoặc về dân y Bến Cát, hoặc phải chuyển về Bầu Bàng. Từ Bầu Bàng, họ được đưa sang Campuchia dưỡng thương. Nhưng rất buồn là không thấy ai trở lại. Chỉ có những người bị thương nhẹ ở lại đơn vị trong điều kiện thiếu thuốc men,
thiếu băng gạc. Thế nhưng anh em vẫn tìm mọi cách vượt khó. Chúng tôi cắt màn làm băng, lấy mật ong, nước cho cỏ tranh làm thuốc sát trùng. Riêng chuyện mổ lấy mảnh và đầu đạn thì phải dùng lưỡi lam, dao cạo râu, rạch. Thế mà không ai bị uốn ván, nhiễm trùng nặng, lạ thật. Đơn vị liên tục được bổ sung quân, có đợt nhận thêm tới 7 chiến sĩ mới, còn thì chỉ 2 hoặc 3 người, nhưng lại bị vơi dần. Riêng trận càn tháng 11 năm 1969 ở Bến Cát, đơn vị chúng tôi mất quá nửa quân số. Từ tháng 5 đến tháng 9 năm 1970, tuy chúng tôi đánh được mấy trận, tiêu hao sinh lực địch, bắn được 4 xe tăng và thiết giáp, riêng anh Lê Đình Úc bắn được 2 chiếc, nhưng đơn vị cũng mất hơn chục tay súng. Từ hơn 30 người được bổ sung lên 45 người, loáng một cái chỉ còn dưới 30. Sau những trận bị bộ đội chủ lực của ta tấn công, địch mở nhiều cuộc càn quét trả đi sát lại nhằm tìm diệt, còn ta lại phải một tấc không đi, một ly không rời, bám đất bám dân. Hai bên giằng co nhau quyết liệt. Là lính địa phương, chúng tôi không được bỏ địa bàn, nhưng lại không được đối mặt với địch. Sống trong vòng vây của địch, vừa phải tìm cách tiêu hao sinh lực địch, vừa phải biết cách sinh tồn. Đơn vị chúng tôi ở sát với căn cứ Lai Khê, dọc lộ 13, từ Bầu Bàng đi Bến Cát, tới thị xã Thủ Dầu Một, chỉ chít những điểm chốt của địch. Ban ngày đi lại, địch có ống nhòm nhìn xa, nên chỉ cần phát hiện được cái gì đó di chuyển là chúng nã đạn ngay. Không phải vài loạt đạn đại liên, mà ít nhất là nửa giờ đạn cối và pháo bẩy. Mỹ thường bắn không tích đạn, vì thế chúng tôi phải phân tán thật mỏng lực lượng. Từ đầu tháng 10 năm 1970, bước vào mùa khô, địch tăng cường tuần tra cả ngày lẫn đêm. Chúng tung biệt kích, thám báo cả của Mỹ và Ngụy, săn tìm những người cộng sản. Chúng có các loại máy móc, phương tiện kỹ thuật hiện đại, nhưng đáng gờm nhất vẫn là lực lượng phòng vệ dân sự, thanh niên vũ trang canh giữ các điểm chốt, o ép dân trên mọi nẻo đường, góc ấp. Bọn Bình Định, Thiên Nga, Phượng Hoàng rất nhiều mưu mô dụ dỗ, lôi kéo, tung tin bịa đặt, chia rẽ, lôi kéo người dân. Đặc biệt là bọn Chiêu Hồi và Tù Hận Cách Mạng ra sức phát hiện, chỉ điểm triệt phá cơ sở cách mạng. Chỉ cần nghi nghi một chút là chúng có thể bắn hạ ngay, không cần xét xử, và sẵn sàng dùng bom, đạn đủ các loại, rải thảm, hủy diệt cả cánh rừng, làng ấp. Bằng chiến thuật tắt nước bắt cá, địch gây cho chúng tôi rất nhiều khó khăn, nhất là hậu cần đảm bảo. Người dân đi chợ, làm ruộng hoặc đi cạo mủ cao su ra khỏi ấp đều bị kiểm tra. Địch bố trí rất nhiều trạm gác để tra xét người dân, xem họ có tiếp tế gì cho cộng sản không. Cống, cặp lồng, cơm không được quá nửa, thịt không được quá 3 miếng, muối không được quá 1 thìa, thức uống, cà phê, cacao, bột canh, bột cam chỉ được đủ 1 suất, thuốc cảm mang đi cũng chỉ đủ 1 liều, dầu gió mang theo cũng bị ghi vào sổ theo dõi, còn mang theo thuốc kháng sinh penicillin lập tức bị bắn bỏ ngay. Hàng ngày trực thăng cá rô xăm soi từng gốc cây ngọn cỏ. Từ lúc sâm sẩm tối, trong ấp địch dùng đại liên M79 bắn cầm canh. Ở tầm xa, địch dùng pháo căn chỉnh tọa độ cực chính xác. Ai ở chiến trường đều phải biết sợ những điều này. Mọi con đường tiếp tế của nhân dân cho chúng tôi đều bị địch xăm soi, ngăn chặn rất kỹ. Thế nhưng không biết làm cách nào, bà con trong các ấp vẫn tìm được cách đưa lương thực, thực phẩm, thuốc men, vải may quần áo, vải võng, ni lông cho chúng tôi, đặc biệt là dây thép để làm kim băng, gài chốt mìn không bao giờ thiếu. Và điều đặc biệt thứ hai là không hiểu từ nguồn nào cơ sở chuyển ra cho chúng tôi rất nhiều kíp mìn của địch. Sau này chúng tôi mới biết lực lượng hậu cần cung cấp cho ta có cả người nhà, sĩ quan, binh lính địch. Thiếu thuốc nổ, chúng tôi tìm bom, pháo xịt cổ địch cưa lấy thuốc, nhất là dùng nó làm mìn định hướng, đánh địch rất hiệu quả. Chúng tôi tìm mũ sắt của địch để làm khuôn mìn. Anh Hồng ở Thanh Lãng có sáng kiến lấy le, chẻ lạt đan khuôn mìn cũng rất tác dụng. Trong trận đấu một mất một còn này, chúng tôi không thể trốn tránh mãi.
Nhiệm vụ của đơn vị chúng tôi là quấy nhiễu, nên bọn địch tìm mọi cách vây ráp, càn quét, tìm diệt. Còn chúng tôi về căn bản phải bảo toàn lực lượng. Chúng tôi di chuyển liên tục, gọi là thoát ẩn thoát hiện, không để bọn địch phát hiện dấu vết và căn cứ. Đặc biệt phải hết sức cẩn thận với bọn Thiên Nga, Phượng Hoàng chỉ điểm. Phát hiện ra chúng, anh em chúng tôi nhất định phải tiêu diệt. Chỉ có điều là phải kiên nhẫn đợi và chọn thời cơ thích hợp nhất mà thôi. Cũng là rất may mắn, bên cạnh chúng tôi còn có anh em du kích. Xã nào cũng có một tổ hoặc cả một đội du kích. Tuy cách liên lạc mỗi nơi mỗi khác, không dễ công khai trực tiếp gặp gỡ, nhưng là người địa phương, anh em du kích luôn luôn giúp chúng tôi lấy thông tin địch tình ở địa bàn. Tuy nhiên có điều không lý giải được là trong các đơn vị du kích có cả anh em là bộ đội chính quy. Có người chuyển sang du kích từ năm 1965, còn đa phần là sau mậu thân. Chúng tôi cũng không tiện hỏi có phải họ được biệt phái không, mà chỉ cần họ sát cánh, hợp sức với chúng tôi, tích cực là được. Mạng sống trong chiến tranh vốn đã mỏng manh, nhưng ở vùng tam giác sắt này lại càng mỏng manh. Đầu năm 1971, chúng tôi chỉ còn 22 người. Theo thông lệ, anh lính nào mà sống qua 3 tháng ở tam giác sắt thì được gọi là lính cựu. Riêng đơn vị tôi, anh em bảo nhau, ai qua sông Sài Gòn chỉ cần 3 lần, 6 lượt đi và về thì được gọi là lính cựu. Năm 1970, đã từng có đơn vị bộ binh vượt sông Sài Gòn vào giữa đêm, chẳng may bị địch phát hiện bao vây, lên bờ chỉ còn vài người. Vì vậy, việc đề ra tiêu chuẩn vượt sông Sài Gòn, bây giờ nghĩ lại, nó như đánh đố nhau trước cái chết. Hơi ác, thế nhưng ngày ấy ai cũng háo hức, bởi vì về được Củ Chi thì có sắn để ăn, thỉnh thoảng còn được ăn cơm, canh chua với cá khô, ngon cực. Cũng vì đơn vị chúng tôi luôn cơ động nên phải giữ bí mật các căn cứ. Mỗi lần di chuyển từ Củ Chi về Long Nguyên, chúng tôi đều ngụy trang rất kỹ các căn hầm. Nhưng nhiều khi mới đi khỏi vài ngày, phải quay lại cũng không thể nhận ra chỗ xưa mình ẩn náu. Nguyên nhân là do bị địch bắn phá, cả khu vực biến dạng, rừng xác xơ tơi bời, cho nên vị trí cửa hầm rất khó nhận dạng. Ở Củ Chi, chúng tôi giấu mình dưới các kênh rạch và những căn hầm chỉ đủ 2 người ngồi tựa lưng nhau. Còn ở Long Nguyên, An Điền, chúng tôi giấu mình dưới những đám cây bị địch càn ủi đổ rạp, mỗi hầm 4 người, 2 cửa lên xuống cảnh giới. Nhờ thế máy bay địch khó phát hiện mục tiêu di động. Sống ở hầm lâu thành quen, rất ngại nằm trên khơi. Bây giờ nhìn lại cuộc chiến, vẫn không hiểu tại sao mình lại sống sót, vô lý quá. Đời lính ai cũng có những chiến lệ. Được sống trở về nhà không thể nói là tài tình, khôn ngoan, mà phải nói đó là quá may mắn mới chính xác. Nhiệm vụ phải hoàn thành. Cả năm 1970, miền Đông rối bời bởi hậu quả của trận cản mang tên Móc Câu 1969. Hầu hết lực lượng chủ lực của ta bị đẩy sang đất Campuchia. Quân địch trên đà lấn lướt trên tất cả các địa bàn. Chúng tôi chật vật vượt qua được một năm gian khó. Bước sang năm 1971, Mỹ ngụy đẩy mạnh chiến tranh tâm lý, thả truyền đơn trắng rừng. Trên trời, máy bay trực thăng và OV-10 ngày nào cũng ra rả cái loa kêu gọi cán binh Việt Cộng buông súng hồi tránh. Chúng lấy việc thượng tá TH, chính ủy sư đoàn 5 và con trai nhạc sĩ nổi tiếng DC và nhiều người có chức có quyền nữa đã chiêu hồi trong 3 năm 1968, 1969, 1970 để dụ dỗ và cân não chúng tôi. Ngay ở đơn vị bạn gần chỗ chúng tôi ở cũng có mấy người phóng chiến trường, không biết có chiều hồi không, nhưng cũng làm các đơn vị xung quanh phải vội vã chuyển quân. Có căn cứ, đơn vị anh em vừa chuyển đi thì bom pháo dội tới san phẳng. Sống trong hoàn cảnh đó, chúng tôi lúc nào cũng nơm nớp sợ bị cậy nắp hầm. Chỉ cần đột nhiên hé sáng, lập tức tất cả thủ pháo trong hầm sẽ nổ. Thế là xong. Chiến dịch tìm diệt của địch ngày càng ác liệt. Chúng càn trả đi sát lại, làm trúng các địa bàn, biệt kích, thám báo sục sạo khắp nơi,
gây cho ta nhiều thiệt hại, cho nên phân khu yêu cầu đơn vị tôi chuyển sang đánh biệt kích, thám báo và bọn chiêu hồi Bình Định. Nhận nhiệm vụ, anh Bảy là thổ dân, quê gốc ở Hóc Môn, triển khai ngay. Anh trực tiếp chỉ huy tổ 2 và tổ 4 đánh bọn chiêu hồi Bình Định. Còn tổ 1 của tôi và tổ 3 của anh Tư được giao chuyên đi săn biệt kích, thám báo. Bọn biệt kích Mỹ và Ngụy nếu xông ra miền Bắc, chúng sẽ bị tiêu diệt ngay. Nhưng ở miền Nam là địa bàn của chúng, Mỹ thì được Ngụy chỉ đường, còn Ngụy mà lại là người địa phương thì rất thông thuộc địa hình, đường ngang lối tắt. Bọn biệt kích thám báo được huấn luyện rất bài bản, có sức khỏe, trang bị tốt, cực kỳ tinh quái và được hỏa lực hỗ trợ cực nhanh. Đã thế lại còn được bọn chuyên gia phòng chống du kích Mỹ và bọn chiêu hồi hướng dẫn kiến thức chống lại cộng sản, nên tổ chức đánh chúng rất khó. Anh Bảy dặn, phải bảo toàn lực lượng, không được ham quá, mỗi trận chỉ cần diệt một vài tên là đạt yêu cầu, đánh cho chúng biết ta vẫn có mặt ở khu vực này thôi. Anh em chúng tôi chỉ quên xâm nhập các mục tiêu, thành thạo nhổ chốt, nay phải đánh địch trái với sở trường, khiến mọi người đều lăn tăn. Nhưng địch nào mà chẳng là địch, xây tóc khỏi ấm em. Trước năm 1968, ba xã Tây Nam Bến Cát là An Tây, An Điền và Phú An được gọi là Tam Giác Sắt. Các xã này địa bàn tuy nhỏ bé, nhưng du kích nơi đây nổi tiếng can trường, từng đánh những trận khiến địch thất điên bắt đầu. Cay cú với chiến thuật du kích của ba xã này, địch tiến hành hủy diệt, chúng biến những làng ấp chủ phú trở thành hoang địa. Vùng Long Nguyên giàu tiếng và gộp cả vùng Tây Nam Bến Cát cũng được gọi là Tam Giác Sắt. Giữa năm 1970, địch xây dựng xong các chốt dọc đường 13 trước các căn cứ Lai Khê, Rạch Bắp, Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một, quận Bến Cát, tạo thành một vành đai rất chắc chắn bảo vệ các căn cứ. Hàng ngày địch tung các toán biệt kích thám báo ra thăm dò khắp nơi, chúng mò cả vào rừng và dẻo khắp những nơi chúng nghi có cộng sản có thể xây dựng căn cứ. Không biết bằng con đường nào, bọn biệt kích thám báo biết một số đơn vị cơ quan của miền và phân khu bí mật trở về lập căn cứ. Đường giao liên hình thành, cán bộ và các đơn vị bộ đội có thể đi lại ngày đêm, cho nên chúng tăng cường lực lượng, tuần tiễu nhiều hơn. Theo anh Bảy phổ biến, quân ta từ miền Bắc vào phải đi qua Tam Giác Sắt để chi viện cho các mặt trận vùng đồng bằng. Ở vùng Đồng Nai, Biên Hòa có đoàn đặc công 113, ở Phú Giáo, Bình Dương có đoàn đặc công 429. Bên cạnh đó còn có nhiều đơn vị đặc công khác như các đoàn 114, 115, 116. Theo tin nhận được, địch cũng xác định đây là địa bàn chiến lược hết sức quan trọng, nên chúng tập trung lực lượng đánh phá. Vì vậy, đơn vị càng phải chủ động đánh địch quyết liệt hơn. Bắt đầu từ cuối năm 1970, đơn vị phải chuyển sang làm hai nhiệm vụ, phối hợp với du kích cơ sở diệt ác, đánh Bình Định, chiêu hồi và đánh biệt kích thám báo. Phân khu yêu cầu ưu tiên tập trung đánh biệt kích thám báo. Không biết ở nơi khác thế nào, ở vùng chúng tôi, biệt kích Mỹ Ngụy có ba loại chính. Một là bọn biệt kích công khai, tức là bọn lính Mỹ và Ngụy đều ăn mặc quần áo rằn ri. Hai là bọn hóa trang, bọn chúng cải trang là công nhân cao su, nông dân làm ruộng. Ba là bọn giả dạng bộ đội du kích ta. Trong đám đó có những người đã từng là quân ta và có cả lính Bắc Kỳ phản bội nữa, nên rất khó phân biệt. Sau nhiều ngày trinh sát, chúng tôi phát hiện quy luật: hễ bên Củ Chi bị đánh phá thì vùng Bến Cát Long Nguyên chỉ có trực thăng và OV-10 phát loa tâm lý chiến, còn pháo thì bắn vu vơ. Khoảng lặng giãn cách không đều, nhưng bom đạn ngớt hẳn. Đó cũng là lúc bọn biệt kích hoạt động. Mỹ đổ quân bằng trực thăng, Ngụy đổ quân bằng ô tô trên các con lộ. Mỹ chỉ đi loanh quanh quan sát các căn cứ chúng đóng quân, còn Ngụy thì đi sâu vào rừng. Chiến với bọn Mỹ thì dễ, bởi biệt kích Mỹ đi có quy luật, đi đến đâu có cá rô và pháo yểm trợ đến đấy. Bọn Mỹ thỉnh thoảng cũng đi đêm, nhưng từ giữa năm 1970 chúng giảm hẳn. Có lẽ nhiều lần chúng bị quân ta phục kích gây thương vong nên chúng sợ.
sợ nhất là chết mất xác. Nhưng với bọn biệt kích thám báo ngụy thì có hơn. Chúng giả dạng dân thường đi lấy mật ong, chặt củi, thậm chí cải trang quân giải phóng, len lỏi vào tận rừng sâu, phát hiện mục tiêu là bám theo ngay, rồi gọi máy bay, phi pháo đến tiêu diệt. Có trường hợp quân ta gặp chúng còn chào hỏi lẫn nhau, vừa quay đi bị chúng bắn cho không còn người nào. Sau khi bản tính, chúng tôi quyết định đánh bọn vào rừng, kể cả Mỹ và Ngụy. Nhưng theo anh Bảy thì tập trung đánh bọn biệt kích Ngụy bởi chúng nguy hiểm hơn. Đúng là chọi nhau với những tên lính được tuyển chọn kỹ lưỡng, có thâm thù với cách mạng, lại là ác ôn, cực kỳ ngoan cố thì phải chọn cách đánh linh hoạt. Lập kế tìm địch. Đánh biệt kích nói thì dễ, còn thực chiến rất khó. Bởi vì chúng, bọn biệt kích đang truy tìm Việt Cộng, mà nay ta lại tìm nó để diệt. Ai săn ai đây? Địch thì trang bị phương tiện, vũ khí hiện đại, lại có sức khỏe, ăn no ngủ say. Ta thì chân đất, vũ khí thô sơ, sốt rét, đói khát, chênh lệch quá. Cho nên muốn đánh thằng địch thì phải dùng kế, chứ không thể dùng sức. Hơn nữa bọn biệt kích rất quái, chúng hoạt động không theo quy luật nào. Đường chúng đi sục sạo lắt lẻo, được bẻ cò đánh dấu nhiều kiểu khác nhau, rất khó phán đoán. Chúng có nhiều kỹ chiến thuật thực chiến, thỉnh thoảng trên đường hành quân, chúng cài mìn nhằm bẫy những ai bám theo chúng. Biệt kích Mỹ dùng AR-15, còn Ngụy thì dùng cạc bin và AK như quân ta. Bọn Mỹ thường có một thằng cầm dao đi trước mở đường, còn Ngụy thì bẻ cò dẫn lối, thời gian hoạt động không rõ ràng. Cả biệt kích Mỹ và Ngụy, mỗi khi chúng nghỉ đều đặt mìn Claymore cảnh giới từ xa. Chúng có ống nhòm nên tầm quan sát xa và rộng. Đặc biệt là chúng ngụy trang rất khéo, phải nói là kỹ thuật rất cao. Nếu mặt đối mặt với chúng, các đơn vị bộ binh, quân số đông có thể đánh áp đảo ngay, nhưng cũng sẽ bị máy bay và pháo từ các nơi bắn đến ngay. Còn với chúng tôi, có ít người mà ham đánh kiểu bộ binh thì chỉ chưa đầy 10 phút giằng co sẽ bị địch đổ quân bao vây. Nếu tổ chức đánh úp chúng cũng là ý hay, nhưng cứ phải léo đẽo bám theo, đợi khi chúng lơ là thì ra tay. Nhưng đợi đến bao giờ? Cách này mất quá nhiều công sức. Không những vậy, vô phúc mà lọt phải bẫy của chúng thì không chết mới là chuyện lạ. Bàn đi tính lại, chúng tôi chọn cách đón lõng từ kinh nghiệm của du kích Củ Chi, tức là tìm được đường chúng đi, ta rình và dùng súng bắn tỉa. Nếu thuận lợi thì bẫy mìn, dùng mìn định hướng là chủ yếu. Cái khó đối với chúng tôi là đi săn tìm biệt kích ở một khu vực rộng quá, làm thế nào dò tìm được đường đi nước bước của địch. Cuối năm 1970, chúng tôi tổ chức săn nhưng hiệu quả thấp vì không tìm được quy luật di chuyển của bọn biệt kích. Tính đi tính lại, anh em chúng tôi thống nhất phải vờn được địch như đi bắt chuột và phải răng bẫy thật nhiều, may chăng mới tóm được. Sau khi nghe chúng tôi trình bày khó khăn và đề xuất, anh Bảy Nghiệp đồng ý cho triển khai theo cách mà mỗi tổ sáng kiến, nghĩa là cho các tổ linh hoạt tối đa tìm địch và diệt. Tổ của anh Tư nhận sang phía Củ Chi, Đồng Dù, nhưng anh Bảy lại bảo đi Tân Uyên, Bầu Bàng trước. Mãi sau này chúng tôi mới biết tổ chiến đấu vùng Tân Uyên có 6 anh em. Theo quy định, 5 ngày một lần tổ cử người về báo cáo tình hình, nhưng đã gần 1 tháng không ai về. Khi anh Tư sang mới biết tất cả 6 anh em đã hy sinh. Sang Tân Uyên 2 tuần, tổ anh Tư diệt được 9 tên biệt kích, trong đó có một lính Mỹ, còn số bị thương thì không biết. Thực ra chúng tôi đánh xong phải lo chạy thoát thân, thời gian đâu mà đếm địch thương vong. Các kết quả từ cơ sở báo ra, nhưng tin tức cũng không đầy đủ, chiến công dồn dập khích lệ tinh thần toàn đơn vị. Còn tổ chúng tôi, ngay lần đầu xung trận, chàng tân binh Long dùng K-63 tỉa được 3 tên. Có một thằng núp trên cây cầy ở gần tràng xích, chỉ vì cái ống nhòm phản quang mặt trời mà thằng Mãnh đó phải trả giá. Một ngày sau tại Bầu Đưng, Long quất được thêm 2 tên. Đúng là súng bắn tỉa lợi hại thật. Một buổi chiều cuối tháng 1 năm 1971, tôi và Long ém mình dưới lớp lá khô cạnh bìa rừng. Mục đích chỉ là trinh sát đường 13 hú họa.
thì ngửi thấy mùi thuốc lá ruby. Quân tiếp vụ: thơm lắm. Khẽ rướn đầu lên quan sát. Tôi giật mình nhìn thấy toán địch đang đi qua chỗ chúng tôi nằm, chỉ khoảng 15 đến 20 mét. Chúng đi êm ru, ba tên đi cuối mang bộ đàm liên lạc, tên đi sau cùng hút thuốc. Thảo nào mùi thuốc lá thơm lan tỏa. Thì ra chúng tôi nằm ngay kề đường về của bọn biệt kích mà không biết. Tốp biệt kích này ăn mặc như bộ đội ta, khoảng 4-5 tên dùng AK. Nếu nhẹ dạ gặp những tên đi đầu, chắc ai cũng sẽ tưởng đó là quân ta. Chúng lội qua con mương để lên lộ 13. Có lẽ là điểm hẹn nên chúng dừng lại rồi tản ra, kẻ đứng người ngồi. Bằng mắt thường tôi đoán chúng cách khoảng gần 100 mét. Lòng nhẹ nhàng nâng súng, tôi vội ra hiệu ngăn lại. Giá như có Thái ở đây thì chỉ cần một quả B40 là xong. Nhưng bây giờ chúng tôi chỉ có một AK và một súng bắn tỉa thì quá mạo hiểm. Tôi bò lại chỗ Long làm hiệu đổi súng và bảo chú em chuẩn nhanh. Long lưỡng lự nhưng là lệnh nên cậu ta buộc phải chấp hành. Đợi Long chuẩn khuất tầm mắt, tôi dừng súng, ống ngắm thời thế chiến 2 mà vẫn rõ mồn một từng tên địch. Tôi thấy thằng hút thuốc ngồi bên cạnh thằng đeo điện đài, chắc là chỉ huy. Tôi nín thở và bóp cò. Tắc. Đạn K63 nổ đanh gọn, thằng địch gục tại chỗ. Tôi giết 5 phát liền, hạ thêm được 3 tên nữa. Bị đánh bất ngờ, bọn địch nằm rạp xuống, dừng súng bắn loạn xạ. Tôi trườn lùi về sau để thoát thân. Bỗng ở trong rừng, mấy loạt AK ngắn nổ như là có sự phối hợp tác chiến. Nghe tiếng nổ liên thanh, biết ngay là của lính mới. Có thời cơ, tôi bật dậy chạy. Chạy về đến chỗ hẹn với Long mà không thấy chú em đâu. Trời tối hẳn, không thể đợi được nữa, tôi trở về cứ. Thái và Tiến cũng về đến nơi. Thái bảo chỉ bắn được 2 tên, thế là ít, nhưng cũng chẳng sao, cơ hội vẫn còn nhiều. Nghe tôi kể lại chuyện, cả Thái và Tiến đều thất thần và đoán già đoán non tình huống xấu đến với Long. Trong chiến đấu, biết bao nhiêu chuyện bất thình lình không thể lường hết được. Anh em chúng tôi chuẩn bị đi tìm Long thì may sao anh chàng mò về. Vừa xuống hầm, Long nhăn răng ra cười. Còn tôi cục tức trào lên quá cổ, toàn thân bốc hỏa. Cả ba chúng tôi thay nhau cạo đầu chú em út. Hắn chỉ biết phân trần: em nghĩ chúng nó đông thế mà anh có một mình, súng chỉ có 20 viên đạn nên em mới làm thế. Mắng thì mắng vậy thôi, trong thâm tâm tôi thầm cảm ơn Long. Nếu không có những loạt đạn vớ vẩn ấy, có lẽ tôi thăng thiên rồi. Gáy được cạo xong, chú em út của chúng tôi lên võng ngủ rất ngon lành, như thể không có chuyện gì xảy ra. Tôi giở khẩu súng bắn tỉa ra lau, trong băng đạn chỉ còn 6 viên. Hú vía. Giả sử chiến tranh, làm gì có từ giả sử. Ăn Tết ở chiến trường. Không biết vì lý do gì, trước Tết âm lịch năm 1971, vài ngày, chúng tôi được lệnh dừng chiến dịch săn biệt kích, trở về với nhiệm vụ cũ. Anh Bảy truyền đạt lại lời khen của cấp trên. Cũng như các Tết trước, năm nay chúng tôi vẫn không có bánh trái gì hết. Không phải như phim ảnh sau này tôi được xem, có các mẹ, các chị tất bật gói bánh chưng, bánh tét gửi ra chiến trường. Những hình ảnh ấy ở đâu ấy, chứ chỗ chúng tôi không có. Tuy vậy chúng tôi được hậu cần phân khu chuyển về cho hơn 50kg gạo, hơn 20 hộp cá mòi, vỏ hộp làm lựu đạn rất tốt, vài cân muối, ít gạo nếp, khoảng 3kg, đủ để nấu cơm, chia nhau cho có hương vị xuân. Đơn vị tự thưởng cho nhau một bữa cơm 100% gạo, cá hộp, canh rau bướm. Không có thịt lợn, nhưng nhờ tài lẻ của Tiến, đệ tử nghề cá của anh Hồng, đi thả câu ngâm ở sông Thị Tính. Anh chàng nói phét là câu ở sông Sài Gòn, nên có được gần chục con cá trê. Có chai dầu lạc hơi khét để rán, nhưng sợ mùi thơm lan tỏa nên chỉ luộc mà thôi. Thế cũng là tôm lắm rồi. Ngày mùng 1 Tết thật ngắn, khi mặt trời tắt nắng cũng là lúc đơn vị chúng tôi hết Tết. Tối đến anh em lại bắt đầu vào việc. Ngoài cửa hầm, những cái chết vẫn đang ngóng chờ. Chiều mùng 1, anh Bảy Nghiệp cùng anh Dong, tổ 3, sang các đơn vị bạn bên cạnh chúc Tết và bàn phối hợp hành động. Nói theo từ nhà binh là hợp đồng tác chiến. Ở nhà chúng tôi chia nhau gác, đón Tết,
nhưng vẫn phải cảnh giác. Tết năm 1969-1970, tôi được theo Đại đội trưởng Nam Ngọc sang chúc Tết dân y Bến Cát, pháo binh Bến Cát, du kích Long Nguyên, huyện đội Bến Cát. Tròn một năm không gặp lại, không biết ai còn ai mất. Giữa tháng 12 năm 1970, từ cứ hai, chúng tôi được lệnh chuyển sang khu rừng thấp, rất nhiều cỏ tranh thuộc xã An Điền, căn cứ gần sông Thị Tính. Đi một đoạn lướt qua mặt căn cứ Rạch Bắp là đến sông Sài Gòn, giáp với xã Long Nguyên, nên nếu có động có thể chạy vào rừng sâu ẩn nấp, còn bình thường có thể ra sông Thị Tính câu cá, tắm táp. Không biết có phải địch càn quét nơi đây chán rồi không, mà chúng tôi đến mấy ngày liền không bị một quả pháo lạc nào. Ban ngày các loại trực thăng chỉ bay qua, không nghiêng ngả, trao liệng, ngó ngàng gì mặt đất. Chính vì an toàn quá nên chúng tôi hết sức cảnh giác, canh phòng cẩn mật. Ban ngày luôn có một tổ vào rừng Long Nguyên soi động tĩnh. Nghe nói An Điền cũng có địa đạo, nhưng chúng tôi không dám liên hệ với du kích để biết. Ngày ấy đơn vị nào cũng phải giấu mình, ai làm vận sự người ấy là an toàn nhất. Cũng nhờ vậy, hai tuần trước Tết, qua trinh sát chúng tôi phát hiện có bộ đội chính quy khoảng vài chục người về dừng chân ở Long Nguyên. Nhưng họ rất trật tự, việc bố trí cảnh giới, đội hình phòng ngự rất quy củ. Theo thông lệ, hay bảo là quy luật cũng được, có quân chủ lực về, trong chúng tôi ai cũng nghĩ là có thể có đánh lớn. Có khi Tết năm nay lại có một trận mậu thân nữa, nhưng đoán hụt hết, không có gì diễn ra cả. Việc quân không phải vai của mình, chớ có đụng vào, đơn vị bạn có việc của họ, chúng tôi làm việc của chúng tôi. Ở địa thế này chúng tôi cảnh giới cho mình, cũng đồng thời làm cảnh giới cho họ. Có lẽ cấp trên lệnh cho chúng tôi chuyển cứ bắt buộc là để làm nhiệm vụ gác hành lang này. Đoán thế không biết có đúng không, nhưng đã là bổn phận thì không thể khác được. Để bảo toàn lực lượng, chúng tôi phải di chuyển liên tục. Có khi vừa đến cứ này chưa ấm chỗ đã phải chuyển cứ khác. Lần này cũng vậy, việc di chuyển đi qua đêm nên hơi mệt. May là đều có máu sợ chết, nên có lệnh một cái là khăn gói đi ngay. Trước Tết một tuần, từ An Điền chúng tôi trở về cứ một, nơi có hầm của tổ anh hùng hy sinh. Cứ nằm đầu xã Long Nguyên, gần Bến Cát và lộ 13, rất thuận lợi cho cả đánh và rút. Ở cứ hai, nếu địch phát hiện được thì chỉ có từ chiến đánh đến hơi thở cuối cùng, vì không có đường rút. Do đó chỉ khi cấp bách chúng tôi mới về. Công việc rút trà, gỡ mìn và làm vệ sinh hầm được chúng tôi tiến hành gấp rút trong đêm. Mùa khô, rừng rất dễ cháy nên phải nhanh chóng làm lại, ngụy trang cho hợp màu và xóa mọi dấu vết từ xa. Tranh thủ ngủ một lát thì trời hừng sáng, cũng là tranh thủ mặt trời chưa ló hẳn, các tổ trưởng đi kiểm tra lại việc xóa dấu vết. Khi về hầm đều phải đi giật lùi, xong việc phân công người cảnh giới, anh em lại ngủ tiếp. Nếu không có tiếng các loại máy bay và pháo bắn linh tinh thì có thể gọi đó là thời gian thanh bình hay là yên bình cũng được. Chiều mồng năm Tết, anh Bảy Nghiệp gọi tôi sang hầm. Ở đó đã có hai anh bộ đội chính quy, chắc là chỉ huy, đang đợi. Quần áo họ mặc là vải tê nê rông màu xanh cổ vịt nhạt, rất đẹp, mặc dù đã sờn và có vết rách được vá lại. Anh Bảy giới thiệu họ là trinh sát công trường 7. Thực ra là không biết thuộc trung đoàn nào, mà chỉ biết là quân ta là đủ, chứ cũng không tiện tìm hiểu kỹ. Nhìn các anh ấy thấy toát lên sự từng trải. Qua vài lời làm quen với nhau, tôi được biết một anh tên là Thành vào Nam cùng thời gian với tôi năm 1969. Anh kia tên là Hữu hay Hữu gì đó vì nói tiếng miền Trung. Khi vào việc, các anh hỏi tình hình địa bàn rất cặn kẽ về hàng rào phòng thủ của căn cứ Lai Khê và quận Bến Cát. Các anh đưa cho tôi một quyển vở học sinh khổ 100 trang như bây giờ và chiếc bút bi bảo vẽ lại sơ đồ. Quả thật, từ khi vào Nam đến giờ, tôi mới được nhìn thấy quyển vở và cây bút. Trong Nam gọi là cuốn tập và cây viết. Trong lòng cũng hơi trộn rộn vì phải vẽ nhiều mục tiêu, nên tôi xin được về huy động anh em tham góp để các bản vẽ chuẩn hơn. Các chỉ huy đồng ý.
Về hầm tôi gọi thêm anh Tư, Bình và Tiến. Họ là những điều nghiên giỏi của đơn vị, thông thạo địa bàn. Gần một tiếng sau, các bản vẽ hoàn thành. Tôi trở lại hầm chỉ huy để thuyết minh thêm. Các anh công trường 7 chăm chú lắng nghe và ghi chép rất cẩn thận. Quá trưa công việc mới xong, hai anh công trường 7 mở phong lương khô để tất cả cùng ăn. Ôi chào, lâu lắm rồi tôi mới lại được hưởng hương vị của lương khô 701 do Trung Quốc sản xuất. Anh Bảy nhấm nháp từng tí một như người nhâm nhi chén trà. Trước khi ra về, hai anh công trường 7 để lại cho chúng tôi hai phong lương khô làm kỷ niệm. Anh Bảy đem chia cho mọi người để tận hưởng hương vị miền Bắc. Tất nhiên tôi và anh Bảy phải nhịn vì đã được thụ lộc trước rồi. Chiều hôm đó, công trường 7 còn cho quân sang tặng cho chúng tôi hai hòm đạn AK, 11 quả đạn B-40 và 200 viên thuốc sốt rét. Nghe nói đây là thuốc phòng hai, 30 viên DDS uống kèm với thuốc sốt rét để cắt cơn nhanh, 500 viên B1, vitamin B1 chống phù nề rất tốt. Sống trong rừng lâu quá kham khổ, bộ đội thường hay bị phù thủng nên rất cần có B1 và mấy cơ số gạc, băng, bông. Giá mà có penicillin thì tốt biết bao. Đang khó khăn được hàng quý hiếm, chúng tôi mừng khôn xiết. Nhận quà của bạn, trong chúng tôi ai cũng nghĩ hậu cần công trường 7 dồi dào. Nhưng có biết đâu họ cũng nhịn miệng đãi đồng đội. Khoảng trống giữa đạn bom. Năm 1971, Mỹ ngụy tập trung lực lượng và vũ khí ở mức độ cao nhất. So với những năm trước, cuộc chiến năm 1971 cũng rất tàn khốc. Những đơn vị nhỏ như chúng tôi chỉ nhằm nhằm sơ hở của địch mà đánh và lùi cho nhanh. Lối đánh đó được tán tụng bằng cụm từ xuất quỷ nhập thần. Tháng 4 năm 1971, gần Thanh An, chúng tôi bắt được 6 tên lính ngụy, trong đó có một tên mang lon một bông mai, thiếu úy. Khai thác thông tin, chúng đều nói rằng sợ nhất đặc công. Nghe cũng hởi lòng hởi dạ. Xong lại có một cái may khác, đó là anh Dong nhặt được chiếc bật lửa Zippo Thái B-40 ở Tam Dương, nhặt được bi đông inox. Đáng giá nhất là anh Tư nhặt được một hộp thuốc quân y có gần 20 ống thuốc nước, xì lanh, mấy hộp thuốc viên, chẳng biết là thuốc gì. Quý hơn cả là có hơn 20 viên vitamin K, giống viên dầu cá, dùng để cầm máu chiến thương cực tốt. Về đơn vị, nghe mọi người báo cáo rằng tôi quyết định thả bọn lính ngụy, anh Bảy gật gù kết luận: thả là đúng, chúng sẽ là những cái loa tuyên truyền cho chúng ta, đáng biểu dương. Của đáng tội, cũng nhờ cấp trên anh Minh kết luận rõ ràng mới dập được những băn khoăn, nghi ngại của mọi người. Không hiểu có phải là do duyên số không, người lính ngụy tên là Sáu Đẹp hay là Sáu Đẹp gì đó, tiếng Nam Bộ rất khó phân biệt. Là một trong 6 tên tù binh đó, tôi gặp lại tới 3 lần. Lần 2, ở đầu quận Bến Cát, anh ta chúi vào góc hầm và nhận ra tôi đến gần. Hắn reo: anh ơi, em đây! Rồi chạy ra ngoài, hai tay giơ cao khẩu cạc bin còn nguyên cơ số đạn. Tôi tức khẩu súng và bảo anh ta nằm sấp như chết để đợi im tiếng súng hãy dậy, kẻo ăn đạn. Lần 3 cũng ở Bến Cát, anh ta và 3 tên lính nữa nấp trong hầm, nghe tiếng chúng tôi gọi thu quân mới ló mặt ra, vẫn động tác cũ, hai tay cầm khẩu súng AR-16 giơ cao quá đầu và mồm lắp bắp: em xin hàng, anh ơi, em xin hàng. Tôi lại thà: chuyện này mà vớ được các nhà văn thì họ sẽ kể hay hơn nhiều, tôi chỉ kể được sơ lược thế thôi. Từ đó đến nay, không biết người lính này và vợ anh ta nữa còn sống không. Lúc gặp anh ta, tôi 21 tuổi, anh ta đã ở tuổi 30. Nếu còn sống, bây giờ cũng đã 80 tuổi. Vợ chồng anh ta có 4 người con, 1 gái, 3 trai, bây giờ không biết thế nào. Cuộc chiến cũng có những điều kỳ lạ. Lúc lâm trận, hai bên bắn nhau bằng chết mới thôi, nhưng đôi lúc trái tim người lính cũng mềm yếu. Sáng hôm sau, anh Bảy bảo tôi, anh Tư và Bình, tổ 2, sang công trường 7 để hỏi họ có cần dẫn đường không. Chúng tôi sẽ làm giao liên, nhưng đến nơi thì không thấy bóng dáng anh em đâu cả. Họ chuyển quân từ đêm.
phải công nhận công trường 7 quân kỷ, quân phòng nghiêm thật, giữ được bí mật sẽ giảm được thương vong rất nhiều. Qua Tết hơn một tuần, từ trong vùng địch, cơ sở đưa tin ra địch đang chuẩn bị mở cuộc càn lớn. Đúng là mật độ máy bay giải bom và pháo bắn theo tọa độ cũng bắt đầu nhiều hơn thật. Anh Bảy đi họp ở trên về quán triệt tình hình. Gian khổ quen rồi nên chúng tôi hiểu ngay. Tuy đã dễ thở về lương thực, thực phẩm một tí, nhưng mức độ tay bo với địch thì dày hơn. Khoảng thời gian yên tĩnh trước Tết không phải là tự nhiên mà có, đó chính là lúc địch chuẩn bị lực lượng. Anh Bảy bảo tình hình sẽ rất ác liệt. Chúng ta sẽ phải đối đầu với sư đoàn 25, đơn vị chủ lực cực kỳ hung hãn của Ngụy. So với anh cả đỏ của Mỹ thì sư 25 Ngụy cũng không kém nguy hiểm. Nghe vậy, biết vậy, vì đằng nào cũng vậy. Tranh thủ lúc gió yên biển lặng, mấy ngày Tết, anh em quân dưới Củ Chi vượt sông Sài Gòn chuyển sang cho chúng tôi 10 quả mìn DH, trong đó có 4 quả DH-10, lõi thuốc nổ lấy từ bom xịt của Mỹ. Đây là loại mìn định hướng cực mạnh. Cũng nhờ khoảng trống đó, chúng tôi được đoàn hậu cần 814 cấp cho tương đối nhiều lương thực, đạn dược, có thêm dự trữ. Anh em lại họp bàn cách bẫy địch. Bởi vậy khi anh Bảy đi họp về, thấy anh em chúng tôi hăng hái, anh rất mừng. Năm 1971 cũng là một năm nhiều biến động. Địch tăng cường trà sát khắp khu rừng, đường giao liên, căn cứ, địa đạo của ta. Nói chung là hở chỗ nào, địch ném bom, bắn pháo, đưa quân vào càn quét chỗ đó. Thế nhưng quân chủ lực của ta, các công trường 5, 7, 9 và nông trường 10 ngày ấy, cấp sư đoàn của ta đều gọi là nông trường và công trường, vẫn bí mật về đồng bằng. Nhiều trận giao tranh khiến chiến trường miền Đông nóng bỏng. Quốc lộ 13 ngày đêm đẫm máu và đơn vị chúng tôi vẫn cẩn mẫn làm nhiệm vụ của mình. Mỗi lần chui rào, nằm sấp, úp bụng vào đất, trời tạnh còn đỡ, gặp phải trời mưa, xóa dấu vết rất khó. Ở trần, chẳng may gặp mảnh sành, thủy tinh, kim loại, đại loại là cái gì đó sắc nhọn, bụng nở hoa ngay. Đó là chưa nói tới tình huống bỏ đêm, trời lạnh, dễ bị sình bụng, xì hơi liên thanh thì khốn đốn. Vào Lai Khê, Đồng Dù hay bất cứ chốt nào của địch đều gặp hai loại dây thép gai, hay gọi là dây kẽm gai. Kiểu cũ là gai nhọn, loại mới là thép lá rất sắc, sặc lẹm, không kém dao cạo râu. Vô tình chạm vào loại gai này là rách da ngay, gặp mồ hôi xót vô cùng và vết rách rất lâu lành. Nếu máu chảy nhiều, hôm sau chó béc dê của địch sẽ phát hiện ngay. Đêm sau mà cứ chui vào thì chỉ có phơi xác trên hàng rào. Ở miền Đông bị thương nhẹ, nếu trúng mảnh bom cũng rất dễ nhiễm trùng. Thiếu đạn chia cho nhau là chuyện bình thường, nhưng thuốc cầm máu và bông băng thì rất khan hiếm. Đơn vị có tới 4 đời y tá nhưng đều không ở với chúng tôi lâu. Các anh có tên là Thứ, Mai ở Thanh Hóa, Lập ở Hà Nội, Cải ở Hải Hưng, không rõ là Hải Dương hay Hưng Yên. Anh Mai hy sinh ở Lai Khê tháng 7 năm 1969 vì cố kéo thương binh ra khỏi hàng rào ở được 3 tháng. Anh Thứ hoặc là Thức vừa về được vài ngày thì hy sinh tại Đồng Dù trước ngày Bác Hồ mất vài ngày. Đầu năm 1970, anh Lập về đơn vị được gần một tháng thì hy sinh ở bến Nha Thức, sông Sài Gòn. Trong lần đi lấy gạo và đầu năm 1971, anh Cải ở với chúng tôi chưa được 15 ngày thì hy sinh tại ngã ba đường 13 vào bến Cát. Chiến tranh là vậy, y tá là những người dũng cảm nhất. Họ luôn quên mọi hiểm nguy để cứu chiến thương. Họ biết bắn súng nhưng không thạo, khả năng tự vệ không cao. Sau khi anh Cải hy sinh, chúng tôi đề nghị anh Bảy không nhận y tá về đơn vị nữa, mà để anh em tự cứu chữa cho nhau, đỡ phải canh cánh, vừa lo an toàn cho mình, lại còn bảo vệ cho cả y tá. Hơn nữa, các chiến đấu viên thường đi điều nghiên đơn độc. Nếu hy sinh thì chẳng nói làm gì, còn bị thương thì tự băng bó. Trường hợp chẳng may bị thương trong hàng rào, anh em thường chấp nhận cho nổ thêm nhiều quả mìn nữa, chứ quyết không để địch bắt. Vậy y tá chỉ ở tại đơn vị băng bó vết thương cho thương binh nhẹ thôi.
còn thì làm các việc trái nghề như đi vác đạn, lấy gạo, hy sinh thì tiếc quá. Anh Bảy nghe đề xuất của chúng tôi, mấy lần được bổ sung y tá anh đều từ chối. Nói vậy thôi, khẩu hiệu thao trường đổ mồ hôi, chiến trường ít đổ máu, ai cũng thuộc. Có vào thêm tay súng càng tốt cho đơn vị, nhưng nhận y tá thì không. Vào thực chiến, người lính tự xử lý tình huống mới hiểu hết giá trị của những ngày tập luyện gian khổ ở miền Bắc. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.